Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 105. Ngô Bình, tôi không tin tất cả mọi người đều có thể trở thành bán thần, trong tay ông có loại thần mạch đan kia không? Tư Không Vũ nhanh chóng lấy ra một cái chai và đưa nó bằng cả hai tay cho Ngô Bình. Sau khi lấy cái chai, anh đổ ra một viên đan dược có màu hoa oải hương to bằng hạt đậu phộng. Ngô Bình ngửi thử, nuốt chừng nó rồi nhắm mắt lại để cảm nhận tác dụng của đan dược. Nửa phút sau, anh cười lạnh nói, đan dược này không đủ để biến người thành bán thần, nó chỉ lợi dụng sức mạnh huyết mạch của thần tộc để kích hoạt tiềm lực cơ thể con người, từ đó bồi dưỡng ra một vài chiến sĩ có năng lực tốt. Tư Không Vũ, tôi đã phái người đi điều tra, những người uống đan dược cơ bản đều có được thực lực cấp địa tiên, người có căn cơ tốt có thể trực tiếp có được thực lực hư tiên. Ngô Bình, phương pháp này chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt mà thôi. Trong vòng 3 năm, những tu sĩ uống thần mạch đan sẽ chết vì khí huyết cạn kiệt. Tư Không Vũ, đừng nói là 3 năm, cho dù hiệu quả chỉ có 1 năm, đế quốc thần võ cũng sẽ triệu tập ra hàng vạn quân. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản họ. Ngô Bình, tôi đã sớm nghe nói thần tộc sắp ra tay, không ngờ bọn họ lại bắt tay từ chỗ này. Ông nói không sai, đế quốc thần võ tuyệt đối không thể để nó lớn mạnh. Anh đi tới đi lui, một lúc lâu sau mới hỏi, mỗi ngày đối phương có thể luyện chế bao nhiêu viên thần mạch đan? Tư Không Vũ, không dưới 30.000 viên. Ngô Bình, 30.000 viên, đó chính là 30.000 binh lính tinh nhuệ. Cứ như vậy, trong khoảng một tháng, đối phương có thể có 1.000.000 quân. Tư Không Vũ, chủ nhân, đây mới là điều tôi lo lắng nhất. Ngô Bình, đừng lo lắng. Nếu họ có thể tạo quân thì chúng ta cũng có thể. Tư Không Vũ sửng sốt, chủ nhân, người có biện pháp sao? Ngô Bình, loại đan dược này có thể dựa vào thần huyết để kích thích cơ thể con người, phát huy tiềm năng. Hơn nữa, loại đan dược này có phẩm chất rất bình thường, tác dụng phụ rõ ràng. Tôi có thể cải tiến nó, chỉ cần có đầy đủ thần huyết thì tôi có thể tạo ra một phiên bản nâng cấp của thần mạch đan. Tư Không Vũ, nhưng chủ nhân, một mình người có thể luyện chế bao nhiêu đan dược? Ngô Bình cười nói, loại đan dược này rất dễ luyện chế, chỉ cần dùng lò đan dược bình thường là được, hơn nữa tôi có thể đồng thời luyện chế mấy nghìn lò đan dược, chế tạo ra một lượng lớn. Nhưng vấn đề là, có thể tìm được thần huyết ở đâu đây? Tư Không Vũ, chủ nhân, nếu người muốn thần huyết, lão nô có rất nhiều. Ngô Bình giật mình, ồ, ông có thần huyết. Tư Không Vũ gật đầu, năm xưa Tiên Quốc giao chiến với thần tộc, rất nhiều thần tộc đều bị chém đầu, cho nên đã để lại một lượng lớn thần huyết, phần lớn thần huyết đều ở trong tay lão nô. Ngô Bình, tốt lắm, ông đi lấy thần huyết, tôi lập tức luyện chế đan dược. Tư Không Vũ nhận mệnh lệnh rời đi, anh bắt đầu thông qua mạng tiên để mua một lượng lớn lò luyện đan và vật liệu luyện đan, tổng cộng anh đã mua 3.000 lò luyện đan. Chuẩn bị xong xuôi. Tư Không Vũ cũng mang theo hàng nghìn lọ thần huyết đã niêm phong nhiều năm và được bảo quản rất tốt. Ngô Bình lấy ra một lọ thần huyết, bắt đầu luyện chế thần mạch đan. Dựa trên kinh nghiệm luyện đan của bản thân, anh đã sửa đổi công thức, giúp cải thiện đáng kể tác dụng của thần mạch đan. Lô đan dược đầu tiên luyện chế ra trực tiếp đạt tới đế phẩm. Anh luyện chế thêm 2 lô nữa, rồi bắt đầu luyện chế thần mạch đan trong động thiên của mình. Lúc đầu, anh chỉ sử dụng 100 lò luyện đan cùng một lúc để thử hiệu quả. Lửa đan được đốt lên trong từng lò luyện đan, sau đó các lò được rửa sạch, làm nóng, như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển chúng. Sau đó, dược liệu đồng thời được đưa vào lò luyện, bắt đầu luyện đan. Nửa giờ sau, 100 lò luyện đan đồng thời luyện chế ra toàn bộ đan dược đế phẩm. Trong nháy mắt lò luyện đan vừa mở ra, 500 viên đan dược bay ra, rơi vào trong tay Ngô Bình. Sau đó anh tăng số lò luyện đan lên 500 lò, phát hiện vẫn luyện đan rất dễ dàng, phẩm chất đan dược không bị ảnh hưởng. Tiếp theo, số lượng lò luyện đan không ngừng tăng lên, 1.000, 1.500, 2.000. Khi số lượng lò luyện đan lên tới 3.000, Ngô Bình cảm thấy có chút khó khăn, lúc này anh chỉ có thể luyện ra thần mạch đan vương phẩm. Bằng cách này, Ngô Bình đã kích hoạt 3.000 lò luyện đan cùng một lúc và đồng thời luyện đan. Một lần, anh có thể luyện chế 15.000 viên đan dược, mỗi ngày 3 lần chính là 45.000 viên đan dược. Sau khi thần mạch đan nâng cấp được luyện thành, Ngô Bình đã yêu cầu Tư Không Vũ phân phát nó cho quân Vân Châu trước và để các quan binh dùng nó trước để thử tác dụng.
Nhóm đầu tiên gồm 100 bộ binh thông thường đã dùng thần mạch đan do anh luyện chế. Sau khi uống đan dược không bao lâu, 100 người đau đớn lăn lộn trên mặt đất, mấy phút đồng hồ sau, họ lại tràn đầy sức sống, toàn thân như có năng lượng vô tận muốn giải tỏa. Ngô Bình đã gọi một số binh lính đến để quan sát những thay đổi về thể chất của họ. Có thể thấy rằng tiềm năng của họ đang được khai thác với tác dụng phụ tối thiểu. Ngô Bình rất hài lòng, cười nói, hiệu quả rất tốt, nó có thể được sử dụng cho các quan binh trên diện rộng. Kết quả là 45.000 viên thần mạch đan đã nhanh chóng được phân phát, hàng chục nghìn quan binh lần lượt uống những viên đan dược đó, thể chất của họ lần lượt thay đổi. Sau đó, anh nghiên cứu thể chất của hàng vạn binh lính, rồi sáng tạo ra một bộ phương pháp tu luyện và chiêu võ hỗ trợ cho thể chất của họ nhằm phát huy tối đa tiềm năng của binh lính. Thoáng cái, anh ở lại Vân Châu 4 ngày, luyện chế ra 100.000 viên thần mạch đan, huấn luyện ra 100.000 tinh binh có thực lực đáng sợ. Hầu hết 100.000 người này là lính mới được tuyển dụng. Tinh binh kết hợp với kỹ thuật chiến đấu và công pháp được anh truyền thụ, một tiểu đội 10 người có thể dễ dàng chém chết hư tiên. Nếu là đội 300 người cho dù là thần tiên cũng đấu lại được. Thực lực của những chiến sĩ này còn mạnh hơn cả những chiến sĩ chuyển hóa từ yêu nhân. Những chiến sĩ mạnh mẽ này còn phải đón nhận sự huấn luyện nghiêm khắc nhất, từ đó chọn ra những người có thiên phú tốt, có pháp lực để bồi dưỡng trọng điểm. Khoảng thời gian Ngô Bình không ở đây, Thất Châu còn chiêu mộ lượng lớn binh sĩ thông thường, hiện nay số lượng đã hơn 3 triệu. Đãi ngộ của binh sĩ thông thường khá tốt, thế nên rất nhiều đàn ông đến ứng tuyển làm binh lính. Tư Không Vũ đã phân chia rạch ròi những binh sĩ này, cấp thấp nhất là lính thường, tiếp theo là lính tinh nhuệ, lính mạnh, dũng sĩ. Lính tinh nhuệ chia từ cấp 1 đến cấp 3, lính tinh nhuệ cấp 1 đều có thể một đấu 100. Lính mạnh cũng chia 3 cấp. Lính mạnh cấp 1 có thể một đấu 1.000. Dũng sĩ là mạnh nhất, chia thành hạ dũng sĩ, trung dũng sĩ, thượng dũng sĩ. Trong đó thượng dũng sĩ cho dù có bị vạn quân bao vây cũng có thể lấy đầu thượng tướng. Đám dũng sĩ này được tuyển chọn từ trong hàng vạn người, sau khi được chọn ra thì Ngô Bình sẽ đích thân huấn luyện họ. Chẳng mấy chốc Ngô Bình đã ở Vân Châu được một khoảng thời gian, anh tận dụng đan dược để bồi dưỡng 300.000 lính tinh nhuệ. Nhưng chỉ có 300.000 lính thì vẫn chưa đủ, ít nhất anh phải bồi dưỡng ra 1 triệu lính tinh nhuệ mới có thể đối đầu với đế quốc thần võ. Tối hôm nay Ngô Bình cho người chuẩn bị một bàn tiệc rượu, anh muốn mời Long Vệ ngày xưa uống rượu. Bây giờ Long Vệ đều là người quản lý của Thất Châu, nắm giữ binh quyền, mỗi người đều quản lý hàng trăm nghìn binh tướng. Sau 3 tuần rượu, Ngô Bình cười nói, các anh em, mọi người đã cùng tôi vào sinh ra từ lâu như vậy. Giờ lại giúp tôi quản lý hàng triệu quân lính, mọi người vất vả quá. Long Vệ đều nói, chủ nhân, chúng tôi không vất vả. Thiên Long đã không còn từ lâu, thế nên giờ Long Vệ đều gọi Ngô Bình là chủ nhân, tôn anh làm chủ. Ngô Bình, mọi người là đại tướng ba quân, thế nên tôi muốn tăng thực lực của mọi người lên, để tất cả mọi người trở thành thái cổ chân nhân. 20 Long Vệ nhìn nhau, trở thành thái cổ chân nhân sao? Chủ nhân, thái cổ chân nhân rất mạnh, chúng tôi có thể đạt đến sao? Ngô Bình, mọi người nên biết rằng, thần tộc đôi lúc sẽ ban huyết mạch cho người khác để người đó trở thành bán thần. Một Long Vệ nói, vâng, chúng tôi hiểu rõ ý chủ nhân, người cũng có thể ban cho chúng tôi huyết mạch giống như thần tộc. Ngô Bình, đúng vậy, với sức mạnh huyết mạch của tôi, mọi người có thể dễ dàng trở thành thái cổ chân nhân. Tuy nhiên, sau khi trở thành thái cổ chân nhân, mọi người sẽ luôn bị tôi kiểm soát và không thể chống lại ý chí của tôi. Sau này, cho dù mọi người có mạnh đến đâu, tôi chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể khiến mọi người diệt vong, hậu quả như vậy mọi người có bằng lòng gánh chịu không? Các Long Vệ cười ha hả, bọn họ vốn đã trung thành với Ngô Bình, sẵn sàng hiến dâng tính mạng. Do đó, những cái gọi là hậu quả này không ảnh hưởng gì đến họ. Chủ nhân, chúng tôi đều chấp nhận, họ đồng thanh nói. Ngô Bình gật đầu, hiện tại, tình hình ở lục đại lục Côn Luân ngày càng phức tạp. Có yêu quái, cũng có thần, còn có lực lượng nhân tộc đầy tham vọng từ mọi phía. Nếu chúng ta muốn bảo vệ Thất Châu và Linh Xuyên, chúng ta phải có lực lượng mạnh. Tôi sẽ không ở đây mọi lúc, vì vậy khi tôi không ở đây, mọi người cần phải bảo vệ nơi này. Anh đứng lên nói, thực ra từ đầu tôi đã nâng cao năng lực của mọi người, phát huy tiềm lực của mọi người. Hiện tại mọi người đã đạt được điều kiện để có được huyết mạch của thái cổ chân nhân. Vừa nói,
anh vừa đi phía sau một long vệ, nói thả lỏng thể xác và tinh thần. Long vệ này nói, vâng, thưa chủ nhân. Ngô Bình đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu người đó, một sức mạnh thần bí tràn vào tác động lên xương, cơ bắp và cả các dây thần kinh toàn thân, thậm chí cả linh hồn người đó. Nó kéo dài như vậy khoảng 5 phút, Ngô Bình nghiến răng dùng ngón tay của mình và nhỏ 2 giọt máu vào mắt long vệ, mỗi bên một giọt. Máu thẩm thấu vào cơ thể người đó thông qua đôi mắt, sau đó toàn bộ cơ thể người đó bắt đầu trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Ngô Bình túm cổ người đó và ném thẳng vào khoảng đất trống trong sân. Long vệ này vừa tiếp đất thì thân thể liền càng ngày càng lớn, chỉ trong mấy phút ngắn ngủn liền biến thành người khổng lồ cao 300 mét. Người này dường như không quen với một cơ thể như vậy nên hơi loạng choạng khi đứng dậy. Nhưng rất nhanh, thân thể người đó tràn đầy sức mạnh, liền ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng thật dài rung chuyển trời xanh. Ngay sau đó, long vệ thứ hai lại bị ném ra ngoài. Năng khiếu của 20 long vệ khác nhau, vì vậy mỗi người đều có những kỹ năng khác nhau, có người mạnh hơn, có người nhanh hơn, có người cao hơn và có người thấp hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, với sự giúp đỡ của Ngô Bình, họ đều trở thành những cường giả thái cổ chân nhân. Vài tiếng sau, 20 thái cổ chân nhân cao lớn đứng ngay ngắn trong sân. Ngô Bình phất tay, anh đưa họ đến Long Hổ Tiên Cảnh. Ở một nơi trống trải, Ngô Bình cũng giải phóng hình dạng thật của mình, anh biến thành một người khổng lồ cao vài nghìn mét. Anh nói, bây giờ, tôi sẽ dạy cho mọi người những kỹ năng chiến đấu mà chỉ thái cổ chân nhân mới có thể học được. Tiếp theo, Ngô Bình dạy họ Thái Nhất Chân Hoàng Kinh, quyền kinh trên cuộn giấy và sự hiểu biết của anh về võ học. 20 long vệ khổ luyện nửa đêm, ai nấy đều mệt sắp ngất. Vào rạng sáng, họ lại bị Ngô Bình ném ra khỏi Long Hổ Tiên Cảnh để tiếp tục công việc của mình. Đương nhiên anh cũng không ngồi yên, mỗi ngày anh đều phải luyện đan, tu luyện. Đồng thời anh cũng dạy các dũng sĩ và long vệ luyện tập, nâng cao thực lực. Thoáng cái 20 ngày trôi qua, thành Vân Châu đã có hàng triệu tinh binh, tất cả đều được Ngô Bình huấn luyện bằng tiên đan. Hàng triệu lính tinh nhuệ này sau khi huấn luyện đều có tư chất tốt, có thể gọi là lính mạnh. Ngô Bình ước tính rằng 1 triệu lính tinh nhuệ có thể tạo ra khoảng 50.000 lính mạnh. 50.000 lính mạnh này có thể sinh ra hàng trăm dũng sĩ. Những dũng sĩ này sẽ được Ngô Bình đích thân huấn luyện và họ sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên. Mặt khác, Côn Luân Kiếm Cung đã bắt đầu thu nhận đệ tử ở Thất Châu, áp dụng chiến lược tương tự như ở Linh Xuyên. Tất cả mọi người đều có cơ hội, không phân biệt xuất thân, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần đáp ứng điều kiện đều có thể tiến vào kiếm cung tu luyện. Sau khi trải qua cuộc xâm lược của yêu tộc, những người dân thường biết rằng việc tu luyện không chỉ có thể bảo vệ gia đình mà còn cả quê hương của họ. Vì vậy bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, họ đều hăng hái gia nhập quân đội hoặc gia nhập Côn Luân Kiếm Cung. Tính đến hiện nay, số lượng binh lính bình thường trong Thất Châu đã vượt quá 5 triệu, có hơn 2 triệu lính tinh nhuệ. Hôm nay, Ngô Bình nhớ con nên về thăm nhà. Anh tình cờ gặp ông nội đang chơi với Đỉnh Nhi. Thấy anh trở về, Lý Vân Đầu cười nói, Tiểu Bình, cháu đã lâu không về nhà, không nhớ con sao? Ngô Bình, ông nội ơi, cháu bận mà. Lý Vân Đầu hừ lạnh, có bận rộn cháu cũng nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Việc có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng việc chăm sóc con cái. Ngô Bình không dám nói gì, đúng vậy, ông nói rất đúng. Lúc này Lý Vân Đầu cầm một tờ báo lên, tờ báo này được phát hành ở Linh Xuyên, do cục tin tức mà Lý Mai thành lập phát hành, chủ yếu đưa tin những sự kiện trọng đại xảy ra ở Đại Lục Côn Luân. Tiểu Bình, ông đọc báo thấy bảo hiện tại cháu đã khống chế vùng Thất Châu. Ngô Bình gật đầu, thưa ông. Nơi này vốn là do gia tộc phía sau Vân Tịch phụ trách, nếu không phải do Vân Hy thì chắc cháu cũng sẽ không xen vào. Lý Vân Đầu khẽ thở dài, hưng thì chăm họ hưng, mà vong thì chăm họ khổ. Tiểu Bình, nhân dân chăm họ, đặc biệt là những người không quyền không thế, không có tu vi sống rất khổ cực. Nếu cháu có khả năng thì hãy giúp họ. Ngô Bình nói, thưa ông, cháu hiểu, hơn nữa cháu vẫn đang làm điều đó. Ông xem đi. Dân chúng ở Linh Xuyên sống rất vui vẻ mà. Lý Vân Đầu, năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn. Lần trước cháu cũng nói cháu là nhân hoàng mà. Nhân hoàng là gì? Là vua của nhân tộc, những người này đều là con dân của cháu, cháu không chăm lo cho họ thì chăm lo cho ai? Ngô Bình nhìn Lý Vân Đầu, anh cảm thấy ông có điều muốn nói, liền bảo, ông ơi,
ông đừng quanh co nữa, có gì ông cứ nói thẳng. Lý Vân Đầu hắng giọng, nói, Lý Thị chúng ta vừa mở cuộc họp, mọi người đều cảm thấy Lý Thị chúng ta đã qua mấy đời hoàng đế. Giờ là thời loạn, không chừng sẽ xuất hiện một hoàng đế mới. Ngô Bình trợn to mắt, ông nội, ông muốn làm hoàng đế sao? Lý Vân Đầu tức tới nỗi thổi tung bộ râu, tên nhóc thối, ý ông là cháu đấy. Thất Châu khá được, có thể dựng nước ở đây, cháu chính là hoàng đế. Ngô Bình lắc đầu, ông à, làm hoàng đế mệt lắm. Cháu là người tu hành, chẳng có thời gian để suy nghĩ cách trị quốc đâu. Lý Vân Đầu cười nói, không phải còn có ông nội giúp cháu sao? Ngày xưa ông còn quản lý doanh nghiệp lớn như vậy, xét về trí tuệ và kiến thức thì cũng chẳng kém làm hoàng đế đâu. Ngô Bình, vậy ông làm hoàng đế luôn đi, cháu sẽ làm hoàng thái tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Đầu phất tay, thế sao được? Ông nội là người phàm, làm hoàng đế thì sao người ta tin phục được? Vị trí hoàng đế chỉ có thể do cháu trai ông làm thôi. Cháu làm hoàng đế thì người khác sẽ không dám nói gì. Còn việc trị quốc thì ông có thể giúp cháu bày mưu tính kế. Ngày xưa đám người mà ông từng dùng giờ vẫn có thể sử dụng được. Ngô Bình vẫn đang do dự thì em họ Lý Hoàng Đào đã đi tới, nói anh, làm hoàng đế cũng tốt mà. Sẽ có tam cung lục viên, 72 phi tần. Ngô Bình đạp cậu ta một phát, phắn đi. Lý Hoàng Đào cười hì hì, anh à, anh làm hoàng đế đi. Đến lúc đó anh phong vương cho em, tên là Phong Lưu Vương đi. Lý Mai đi tới trước mặt Ngô Bình với cái bụng hơi lộ rõ, cười nói, Huyền Bình, em thấy cũng rất tốt. Nếu anh không có thời gian, có thể để ông nội đứng ra trị quốc. Nhờ có Ngô Bình điều dưỡng, Lý Vân Đầu bây giờ trông như mới khoảng 40 tuổi, tràn đầy năng lượng, mỗi ngày đều rất rảnh, chỉ muốn tìm việc để làm. Ngô Bình, nhưng một khi anh trở thành hoàng đế, chúng ta sẽ bị nhiều thế lực nhắm đến và chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lý Vân Đầu, làm gì mà không có nguy hiểm? Hơn nữa, chúng ta không phải vì ích kỷ, mà là vì thiên hạ. Nói rồi ông ấy cho người đi lấy một tấm bản đồ cỡ lớn đến rồi trải xuống mặt đất. Tấm bản đồ này là bản đồ Côn Luân, trên đó Linh Xuyên chỉ to bằng bàn tay. Lý Vân Đầu chỉ Thất Châu và nói, Thất Châu thực sự rất quan trọng. Từ đây đến phía Bắc có một thảo nguyên với diện tích hàng chục tỷ hecta, ở đó chúng ta có thể phát triển chăn nuôi. Về phía Tây thì có nhiều mỏ khoáng sản có thể khai thác. Về phía Đông, có những dải đất màu mỡ rộng lớn, có thể canh tác. Về phía Nam, có các hồ nước đan xen và hệ thống nước phát triển tốt, có thể được sử dụng để chăn nuôi và trồng lúa. Cháu thấy đấy, Thất Châu này là một mảnh đất vàng. Chiếm được nó, môi trường xung quanh cũng vì nó mà trở nên phát triển. Ngô Bình cười hỏi, ông nội, ông lấy tấm bản đồ này ở đâu ra? Lý Vân Đầu, ông đã nhờ Tử Di mua nó trên mạng tiên. Ngô Bình nhìn vào bản đồ và nói, được, nếu làm hoàng đế thì làm hoàng đế. Nhưng ông nội ơi, ông đã nói rằng ông sẽ giúp cháu, đến lúc đó ông không được lười biếng. Lý Vân Đầu cười nói, ông nói được làm được. Lúc này, Ngô Bình chỉ vào phía nam của Thất Châu và nói, đế quốc thần võ này đang dục dịch và sẽ sớm tấn công chúng ta. Khi cháu tiêu diệt đế quốc này, quy mô của đất nước sẽ tăng gấp đôi. Đến lúc đó, khoảng cách trực tiếp giữa nó và Linh Xuyên sẽ được rút ngắn xuống dưới 10.000 dặm. Lý Mai ngay lập tức hiểu ý của Ngô Bình, Huyền Bình, ý anh là đánh hạ vùng đất giữa Thất Châu và Linh Xuyên. Ngô Bình, thực ra muốn khống chế một nơi thì trước hết phải khống chế lực lượng mạnh nhất ở nơi đó, ví dụ nơi này. Anh chỉ vào ngọn núi lớn ở phía tây Linh Xuyên, anh nói, nơi này được coi là thâm sơn cùng cốc, nhưng trên thực tế có rất nhiều người miền núi, họ dựa vào núi để mưu sinh. Những người miền núi này đều tin vào thần hỏa giáo, bản địa. Chỉ cần chúng ta kiểm soát thần hỏa giáo, khu vực lớn gấp trăm lần Linh Xuyên này đều là của chúng ta. Mặc dù là một ngọn núi, nhưng nó chứa đựng nhiều khoáng thạch, rất giàu dược liệu và gỗ. Anh chỉ vào phía đông của đế quốc thần võ và nói, đây là một cao nguyên rộng lớn với diện tích gấp 5 lần đế quốc thần võ. Có một thế lực rất hùng mạnh được gọi là Tam Thánh Môn. Tam Thánh Môn mạnh đến mức thậm chí cả nước Long cũng không thể làm gì, nếu chúng ta có thể làm chủ Tam Thánh Môn, mảnh đất này cũng là của chúng ta. Lý Vân Đầu nói, thì ra là như vậy. Huyền Bình, như vậy nếu chúng ta muốn chiếm một địa điểm, trước tiên chúng ta phải hàng phục lực lượng thống trị ở đó, phải không?
Ngô Bình, vâng, dù sao đây cũng là thời đại tu chân, mọi chuyện đều phải dùng tới vũ lực, nếu chúng ta không có thực lực mà còn muốn chiếm một mảnh đất, vậy sẽ không ai phục. Lý Mai mỉm cười và nói, đừng lo lắng, hạ gục đế quốc thần võ trước. Ngô Bình, cần thiết lập một trận truyền tống giữa Thất Châu và Linh Xuyên để tiện lợi cho việc trao đổi nhân sự giữa hai nơi. Họ đang nói thì Đỉnh Nhi leo lên vai Ngô Bình và nói, bố ơi, con muốn học võ. Đỉnh Nhi tuy vẫn còn bé nhưng lớn rất nhanh, bây giờ trông như một đứa trẻ 2 tuổi, tay chân linh hoạt, chuyên gây rối, ngày nào cũng khiến cả nhà rối tung. Ngô Bình cười nói, Đỉnh Nhi, sao đột nhiên con muốn học võ? Đỉnh Nhi, con đã xem TV, những người biết võ đều rất oai. Ngô Bình, ừ, khi nào con lớn hơn một chút, bố sẽ dạy con võ thuật chân chính. Đỉnh Nhi hoan hô và nói, bố, con còn muốn ra biển chơi. Ngô Bình sửng sốt, con đã từng chơi ở biển sao? Đỉnh Nhi lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng, liền chớp chớp mắt, con mới tới một lần. Ngô Bình sầm mặt, ai dẫn con tới? Lý Tố vội vàng nói, chủ nhân, là lỗi của tôi đã không trông kỹ tiểu chủ nhân. Tiểu Ngũ nghịch ngợm đem tiểu chủ nhân đi ra ngoài mà không xin phép, còn đi xuống biển, may mắn tôi phát hiện kịp thời và nhanh chóng đuổi theo đưa người về. Tiểu Ngũ chính là con giao long nhỏ nhất trong 5 con, và cũng tinh nghịch nhất. Đỉnh Nhi thích chơi với đám giao long, rất thân thiết với chúng. Ngô Bình không trách Lý Tố, anh hỏi, Hoàng Long đâu? Tiểu Hoàng Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, cười nói, chủ nhân. Ngô Bình, Đỉnh Nhi đi xuống biển chơi, cậu không đi theo sao? Tiểu Hoàng Long, tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ, xin chủ nhân yên tâm. Ngô Bình nhìn nó, xem ra thuần huyết đan có tác dụng không tồi, huyết mạch của cậu mạnh gấp đôi so với lần trước. Tiểu Hoàng Long cười hì hì, chủ nhân, chẳng mấy chốc tôi có thể thống trị Long tộc. Ngô Bình nhìn Đỉnh Nhi, con trai. Lần sau ra ngoài chơi nhất định phải nói trước với người nhà, biết chưa? Đỉnh Nhi gật đầu, con đã rõ, thưa bố. Ngô Bình cười, đi thôi, bố dẫn con đi biển chơi. Anh gọi Tiểu Hoàng Long theo, Tiểu Hoàng Long biến thành một con rồng khổng lồ dài hàng nghìn mét, mang theo Ngô Bình và Đỉnh Nhi lên bầu trời. Hai bố con ngồi trên rồng cưỡi mây vượt gió, chẳng mấy chốc đã đến Đông Hải. Ở trên cao có thể thấy đại lục Côn Luân chỉ là một vùng đất liền, phần rộng lớn nhất chính là đại dương. Ngô Bình nói, đại dương vô biên có chứa rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Tiểu Hoàng Long, chủ nhân, lúc rảnh rỗi tôi cũng dạo chơi trong đại dương, quả thật có thứ không dễ đối phó. Sau khi bay một đoạn, Ngô Bình nhìn thấy một hòn đảo xinh đẹp. Hòn đảo này có rừng, còn có một khe núi trăm hoa đua nở, phong cảnh đẹp đẽ vô cùng. Ngô Bình cười nói, nơi này được đấy, sau này có thể thường xuyên dẫn con đến đây chơi. Sau đó anh nói với Tiểu Hoàng Long, đưa mẹ Đỉnh Nhi đến đây. Nhậm San San đang ở nhà mẹ đẻ, không ở nhà. Tiểu Hoàng Long nghe lệnh liền lập tức đến Hải Thành. Ngô Bình và Đỉnh Nhi hạ xuống khe núi, hoa tươi phủ khắp trốn, hương hoa bay ngào ngạt. Nơi đây còn có một số hoa quả màu đỏ và màu ngọc bích, Ngô Bình xem thử thì đó là một loại quả. Hương vị khá ngon, liền để kệ Đỉnh Nhi hái ăn. Đỉnh Nhi vui vẻ lăn lộn trên cỏ, nói, bố ơi, sau này chúng ta thường xuyên đến đây chơi được không? Ngô Bình, được chứ, sau này có thể thường xuyên tới đây chơi. Không lâu sau Nhậm San San cũng tới, hai người cùng chơi đùa thỏa thích với Đỉnh Nhi, chẳng mấy chốc đã qua nửa ngày. Ngô Bình trải một cái thảm lên mặt cỏ, anh lấy ra đồ ăn để cả nhà dùng bữa. Anh còn lấy ra hạnh nhân của hạnh tổ, bàn đào và một ít thịt sấy. Đỉnh Nhi vừa ăn xong một quả hạnh nhân thì có một ánh sáng đáp xuống phía không xa, ba tu sĩ đáp xuống đảo. Ba người này có 2 nam 1 nữ. Khi ba người thấy gia đình họ phía không xa thì hơi ngạc nhiên, một nam tu có khuôn mặt đen nói, chỗ này cũng có người sao. Nam tu cao giáo trắng trẻo nói, đảo Bách Hương này là địa bàn của cổ kiếm môn chúng ta. Sao có thể để người ngoài tùy ý xông vào? Nói rồi hắn bay vụt lên, đứng trên không trung nói với Ngô Bình, các người đang làm gì? Ngô Bình không ngẩng đầu, nói, chúng tôi đang dạo chơi, các người là ai? Người đàn ông lạnh lùng nói, đảo này thuộc về cổ kiếm môn chúng tôi, các người hãy nhanh chóng rời đi. Hắn là một hư tiên,
cố ý nói thật to để dọa Ngô Bình. Ngô Bình khẽ nhíu mày, đảo hoang giữa biển khơi sao lại có chủ được? Nếu là của các người thì tại sao trên này lại không có ký hiệu? Cô gái còn lại trông cũng xinh đẹp, cô ta nói, các người đừng có mà không biết điều, lát nữa thiếu môn chủ của chúng tôi sẽ tới đây du ngoạn. Ngộ nhỡ làm Phật ý thiếu môn chủ thì các người chết không có chỗ chôn đâu. Nhậm San San nói, Huyền Bình, chúng ta đi chỗ khác đi, dù sao trên biển có rất nhiều đảo mà. Ngô Bình lại lạnh nhạt nói năng vô lễ, tát vào miệng. Nói xong, người đàn ông mặt trắng giơ tay tát mạnh vào mặt mình liên tục, dùng sức rất mạnh. Một lúc sau, hắn phun ra một búng máu, trên mặt tràn đầy sợ hãi, còn đám đồng bạn của hắn cũng bị dọa đến nỗi mặt tái nhợt. Họ biết rằng lần này họ đã gặp phải một cao nhân. Nữ tu vội vàng nói, công tử, vừa rồi chúng tôi đã lỗ mãng, xin hãy thứ lỗi. Ngô Bình hỏi, các người là ai? Nữ tu vội vàng nói, chúng tôi là đệ tử Cổ Kiếm Môn. Ngô Bình, Cổ Kiếm Môn, môn phái trên biển sao? Nữ tu gật đầu, đúng vậy, Cổ Kiếm Tông chúng tôi là một trong vài thế lực ở vùng biển này, bởi vì thiếu môn chủ muốn tới hòn đảo này để vui chơi, nên mấy người chúng tôi tới kiểm tra trước, lại đụng phải công tử, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Ngô Bình thản nhiên nói, trưởng môn Cổ Kiếm Môn các người là ai, tu vi gì? Nữ tu, trưởng môn của chúng tôi là Dương Tam Thiên, là một chân tiên. Ngô Bình, mới là chân tiên sao? Nữ tu nghe được Ngô Bội tỏ vẻ khinh thường, vội vàng nói, thực ra người sáng lập ra Cổ Kiếm Môn chúng tôi là một đại thánh của nhân loại, vị đại thánh này lưu lại cho hậu nhân một thanh thánh kiếm. Đây cũng là nguồn gốc tên Cổ Kiếm Môn của chúng tôi. Ngô Bình, thánh kiếm, bảo vật như vậy, một Cổ Kiếm Môn các người chưa chắc đã bảo vệ được. Nữ tu, các tông chủ kế tục đều lấy Cổ Kiếm làm nòng cốt, xây dựng đại trận bảo vệ ngọn núi, cho nên người ngoài không thể xông vào. Hỏi xong, Ngô Bình đang định đuổi những người này đi thì lại thấy một tia sáng chiếu xuống, một thiếu niên 17 tuổi được một đám mỹ nữ vây quanh đáp xuống đất. Nhìn thấy đám người Ngô Bình, thiếu niên nhướng mày, có vẻ không vui. Lúc này, một giọng nói vịt đực của một người đàn ông trung niên vang lên, có vẻ tức giận, làm sao lại có người ngoài? Các người tuần đảo thế nào vậy? Nữ tu sửng sốt, vội vàng nói, hầu trưởng lão, vị công tử này là... Công tử cái gì, người đàn ông mắng, lập tức đuổi hắn đi. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, ăn nói lớn lối thật. Nói xong, anh tung kiếm giới ra, những người xung quanh lập tức cứng đờ. Sát khí đáng sợ làm cho tất cả mọi người run sợ, sắc mặt đều biến đổi. Thiếu niên thốt lên, thật là một kết giới mạnh mẽ. Anh là ai? Ngô Bình một bước đi tới trước mặt người thiếu niên, đầu tiên anh tát tu sĩ trung niên ngã xuống đất, sau đó nói, người đi đường mà thôi, người của cậu rất lỗ mãng, tôi đã dạy cho bọn họ một bài học rồi. Cậu là thiếu môn chủ của Cổ Kiếm Môn sao? Chàng trai cảm thấy khí thế của Ngô Bình mạnh hơn người cha môn chủ của mình. Vì vậy cậu ta lập tức sợ hãi và nói, tôi đúng là thiếu môn chủ của Cổ Kiếm Môn. Mấy người này có mắt không tròng, mong công tử rộng lượng hãy tha thứ cho họ. Ngô Bình, nghe nói Cổ Kiếm Môn các người có một thanh thánh kiếm, dẫn tôi đi xem thử đi. Thiếu niên nghe anh muốn xem thánh kiếm cũng không kinh ngạc mà lại cười nói, công tử muốn xem thánh kiếm, chúng tôi vô cùng hoan nghênh, mời. Ngô Bình nhờ Tiểu Hoàng Long chăm sóc vợ con, anh theo chàng trai trẻ đến Cổ Kiếm Môn. Sau khoảng 10 phút, một hòn đảo lớn hơn xuất hiện trước mặt anh, có một cấm chế bảo vệ bên ngoài hòn đảo. Thiếu niên phất tay, cấm chế mở ra một lỗ và cả nhóm đi qua một cách thuận lợi. Sau khi bước vào kết giới, Ngô Bình cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đang trấn áp anh. Cùng lúc đó, thiếu niên quay đầu lại để quan sát phản ứng của anh. Ngô Bình, sức mạnh này là sức mạnh của thanh thánh kiếm. Trong lịch sử, rất nhiều cường giả tu sĩ xông vào Cổ Kiếm Môn, nhưng vừa tiến vào cấm chế liền lập tức mất đi sức lực, hoặc là tu vi giảm mạnh. Nhưng Ngô Bình dường như chỉ hơi khó chịu, điều này khiến thiếu niên rất ngạc nhiên. Cậu ta vội vàng nói, là lấy sức mạnh của đại trận bảo vệ đảo lấy thánh kiếm làm nòng cốt. Ngô Bình, được, chúng ta đi xem thánh kiếm. Thiếu niên bắt đầu hoảng sợ, kế hoạch ban đầu của cậu ta là ngay khi Ngô Bình lên đảo, sức mạnh của anh sẽ bị áp chế. Từ đó có thể dễ dàng trừ khử anh. Nhưng bây giờ xem ra, ngay cả trận pháp bảo vệ đảo cũng không thể áp chế được người này.
nhưng cậu ta cũng không dám không đồng ý, chỉ có thể cắn răng mời Ngô Bình đến trung tâm trận pháp, đại điện thánh kiếm. Đồng thời, cậu ta bí mật nhờ người đi tìm cha mình, môn chủ của cổ kiếm môn. Khi đến trước đại điện, Ngô Bình phát hiện ra rằng có một luồng kiếm khí bên ngoài, thiếu niên và những người khác dừng lại cách đó vài chục bước. Người thiếu niên nói, công tử, kiếm khí bên ngoài đại điện này rất mạnh, không thể đi qua. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi không nghĩ vậy, sau đó anh liền đi vào trong. Ngay khi kiếm khí mạnh mẽ tiếp cận anh, nó liền bị anh hấp thụ và anh dễ dàng tiến vào đại điện. Thiếu niên lo lắng dậm chân, thôi chết rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi bước vào đại điện, Ngô Bình liền nhìn thấy một tảng đá lớn với một thanh kiếm cắm xiên trên tảng đá, chuôi kiếm trông rất đơn giản. Lấy tảng đá làm trung tâm, ai đó đã sắp xếp một kiếm trận rất mạnh mẽ. Anh đi tới tảng đá, nhìn vài lần rồi vươn tay cầm lấy chuôi kiếm. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ ập vào cơ thể anh thông qua cánh tay. Kiếm khí mạnh mẽ như vậy ngay cả một đạo quân cũng khó có thể chịu đựng được, nhưng Ngô Bình không cảm thấy khó chịu, anh rút kiếm ra bằng một cái nhấc nhẹ nhàng. Đây là một thanh kiếm cổ có khắc hoa văn, thân kiếm dài 2 mét, lưỡi kiếm rộng bằng lòng bàn tay. Khi anh cầm thanh kiếm, một luồng kiếm ý rõ ràng xuất hiện trong tâm trí anh. Thanh kiếm có linh tính, nó có nhận thức của bản thân, nó đang cố gắng giao tiếp với Ngô Bình. Ý thức của cổ kiếm rất rõ ràng, nó hỏi, ngươi có tư cách sở hữu ta không? Ngô Bình trả lời nó, được ta sở hữu chính là vinh dự của ngươi. Cổ kiếm, ta thấy ngươi đang khoác lác. Ngô Bình, cứ thử là biết. Thế là kiếm ý và kiếm khí điên cuồng ập vào người Ngô Bình, nhưng anh vẫn chẳng có cảm giác gì mà nắm chặt thanh kiếm. Khoảng 3 phút sau, cổ kiếm đã phục, ngươi rất mạnh. Sau này ngươi sẽ là chủ nhân mới của ta. Ngô Bình, ngươi có tên không? Cổ kiếm, tên ta là Đoạn Không. Ngay sau đó một số tin tức xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Anh liền biết thân phận chủ nhân của Đoạn Không và cả công pháp người đó để lại. Chủ nhân đời trước của Đoạn Không là một đại thánh, người đời gọi là Xích Tiêu Đại Thánh. Sau này người đó nhờ người đúc một thanh thánh kiếm, lấy tên Đoạn Không. Người đó từng dùng kiếm này chém giết hàng trăm nghìn thần tộc, uy danh khắp chốn. Đồng thời kinh nghiệm tu hành của Xích Tiêu Đại Thánh cũng được truyền thừa cho Ngô Bình. Anh cầm kiếm trên tay, cả trận pháp bảo vệ đảo liền biến mất. Kẻ nào dám động đến cổ kiếm môn? Đột nhiên một giọng nói vang lên, một người đàn ông trung niên xông vào đại điện, vẻ mặt tức giận. Nhưng khi ông ta thấy Ngô Bình cầm kiếm, vẻ mặt liền thay đổi. Ông ta há hốc mồm, cuối cùng cúi người thật sâu với anh, chúc mừng công tử có được sự công nhận của thánh kiếm. Không phải ông ta không dám, mà ông ta hiểu rõ rằng người này có thể cầm được kiếm chứng tỏ thực lực vượt xa ông ta. Nếu đã đánh không lại thì phải khách sáo một chút, tuyệt đối không thể chọc giận. Ngô Bình, thanh kiếm này giờ thuộc về tôi. Vốn dĩ tôi không liên quan gì đến cổ kiếm môn các người, nhưng môn phái các người lại nhất quyết khiêu khích tôi. Bây giờ tôi sẽ tước đi thanh thánh kiếm của các người như một hình phạt. Ông có phục không? Người đàn ông trung niên lúng túng nói phục. Ngô Bình ừ một tiếng, những thứ các người tu luyện rất lộn xộn. Tôi sẽ không lấy không thánh kiếm, vì vậy tôi sẽ dạy cho ông một bộ kiếm pháp. Dứt lời, trong đầu người đàn ông hiện lên một bộ công pháp kiếm đạo. Công pháp này vượt xa những gì họ đã luyện tập trước đây, người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vừa định cảm ơn thì Ngô Bình cầm thánh kiếm rời đi, trong nháy mắt đã đi mất. Vài năm sau, dựa vào kiếm pháp do Ngô Bình dạy, cổ kiếm môn đã vươn lên ở vùng biển này và trở thành một trong những thế lực tu luyện hùng mạnh ở đại lục Côn Luân. Ngô Bình trở lại đảo và tiếp tục chơi với vợ con cho đến tối. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn suy nghĩ về kinh nghiệm tu luyện của Xích Tiêu Đại Thánh. Theo truyền thừa của Xích Tiêu Đại Thánh, hiện tại anh thật sự có tư cách để đột phá thánh cảnh. Đương nhiên, như Thanh Tuyết Thiên Chủ đã nói, nếu như anh đột phá sau khi đạt đến cảnh giới đoạt thiên, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Kinh nghiệm của Xích Tiêu Đại Thánh đã khiến anh hiểu rõ hơn về thánh cảnh. Thánh nhân thực ra cũng như Đại La, cũng phải hiểu đạo trời. Lúc này trong lòng anh cảm thấy có gì đó, liền nhân cơ hội tấn công tầng thứ 2 bất tử kinh, bất diệt chân hồn. Dương thần của anh đủ mạnh, dựa vào dương thần, anh có được bất diệt chân hồn cũng không phải là chuyện gì đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, anh phải mất 7 ngày để đúc nên chân hồn.
chân hồn mạnh mẽ và cao cấp hơn dương thần. Chân hồn dựa vào cơ thể của chân nhân, vì vậy sức mạnh của nó mạnh hơn. Khi Ngô Bình trở thành chân hồn, rất nhiều suy nghĩ độc ác và bạo ngược đột nhiên xuất hiện trong lòng anh, điều này là do sức mạnh của anh được tăng lên và tâm ma bên trong anh lại xuất hiện. Vì lý do này, anh chỉ có thể bế quan, trấn áp và luyện hóa tâm ma của mình. Lúc này ở tiên vực Vĩnh Hằng, Trương Quân đã bế quan tu luyện hơn một tháng, cung chủ đích thân bảo vệ cậu, chưa từng rời đi nửa bước. Trong một đại điện ở thành Vĩnh Hằng, Hoa Thiên Thần đã nhiều ngày không tu luyện cũng không nghỉ ngơi, trong lòng rất lo lắng. Bởi vì Trương Quân không chết lại còn trở lại Thiên Cung Vĩnh Hằng, được cung chủ và các trưởng lão cấp cao khác công nhận. Bây giờ, cung chủ thậm chí còn đích thân bảo vệ Trương Quân, chờ đợi Trương Quân đột phá cảnh giới thiên tiên. La Minh Tố càng lo lắng hơn, những ngày nay cô ta hầu hết thời gian đều tự nhốt mình và không dám nhìn Hoa Thiên Thần, bởi vì cô ta sợ cách Hoa Thiên Thần nhìn cô ta. Cái nhìn ấy tựa như trách móc cô ta. Hôm nay, cô ta cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đi tới đại điện, thấp giọng nói, Thiên Thần, anh đừng quá lo lắng, sau khi hắn xuất quan, cùng lắm cũng chỉ là thiên tiên. Anh cũng nói rồi, kiếp trước khác kiếp này, cho dù hắn mạnh cỡ nào cũng không thể là đối thủ của anh. Hoa Thiên Thần lạnh lùng nói, trước kia có thể giống như bây giờ sao? Cung chủ che chở hắn, sao anh ra tay được? Nếu hắn không chết, hôm nay là thiên tiên, ngày mai là chân tiên, ngày kia sẽ là đạo quân. Nhìn vào tình hình bây giờ, đời này tư chất của hắn nhất định hơn xa anh. Nếu như chúng ta không diệt trừ hắn, hắn nhất định sẽ tìm chúng ta báo thù. La Minh Tố kinh hãi, chắc chắn là có liên quan đến cuộc thử nghiệm của Tháp Vĩnh Hằng. Sắc mặt Hoa Thiên Thần không chút thay đổi, anh đã phái người đi điều tra, Trương Quân rất có khả năng đã ra tay với cường giả kỷ nguyên. Lạc Minh Tố kinh ngạc nói như vậy, tư chất của hắn không phải còn mạnh hơn so với Vĩnh Hằng Tổ Sư sao? Hoa Thiên Thần thở dài, hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất, giết Trương Quân, nhưng làm như vậy rất khó và cực kỳ mạo hiểm. Thứ hai, chúng ta rời khỏi thiên vực Vĩnh Hằng, rời khỏi cõi thiên vực, tìm một nơi ẩn náu và không bao giờ ló mặt ra. La Minh Tố vội nói, Thiên Thần, em không muốn đi. Chúng ta trải qua biết bao khổ cực mới có địa vị như ngày hôm nay, anh cũng mới trở thành Đại La Đạo Quân. Cứ đi như thế, em không cam lòng. Hoa Thiên Thần nhìn cô ta chằm chằm, em không cam lòng, anh cũng thế. Minh Tố à, muốn giết Trương Quân thì phải dựa vào em. La Minh Tố sững sờ, em có thể làm gì? Hoa Thiên Thần, anh tự khắc có cách, anh chỉ hỏi em có bằng lòng mạo hiểm để giết Trương Quân không? Anh ta nói kế hoạch của mình ra, La Minh Tố nghe xong im lặng một lúc rồi gật đầu thật mạnh, cô ta cắn răng nói, em đồng ý. Mắt Hoa Thiên Thần sáng lên, tốt lắm, nếu chuyện này thành công thì không chỉ trừ khử được Trương Quân mà anh cũng có thể đổi đời. Minh Tố, đến lúc đó anh tuyệt đối sẽ không quên em. Một ngày sau, trên bầu trời Thiên Cung Vĩnh Hằng đột nhiên đầy mây đen sấm sét, có người lịch kiếp thiên tiên. Lôi kiếp rất mạnh, kéo dài 3 ngày 3 đêm khiến người vây xem khiếp đảm không thôi. Họ tự hỏi, nếu người chịu kiếp là họ thì e là còn không kiên trì nổi nửa phút. 3 ngày sau, lôi kiếp kinh thiên động địa biến mất, Trương Quân bước ra từ nơi bế quan. Lúc này cơ thể và thần hồn cậu đều thay đổi, hình dáng sinh mệnh đã hoàn toàn khác trước, giờ cậu là thiên tiên. Cung chủ Trương Đạo Khôi của Tiên Cung Vĩnh Hằng cười lớn đi tới, nói Trương Quân, chúc mừng cậu đột phá thiên tiên. Trương Quân hành lễ với cung chủ, cảm ơn cung chủ đã hộ pháp cho tôi mấy ngày nay. Trương Đạo Khôi, Tiên Cung Vĩnh Hằng hiếm lắm mới xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, sao tôi có thể không quan tâm? Phải rồi, giờ cậu có dự định gì? Trương Quân, cung chủ, tôi sẽ ổn định tu vi trước, 3 ngày sau tôi sẽ đi khiêu chiến Hoa Thiên Thần. Trương Đạo Khôi khẽ thở dài, được, tôi không ngăn cản. Sau đó Trương Quân đến một tòa nhà, có một dàn người hầu trong sân, có đến hơn 100 người. Cậu vừa đến thì có người nói, công tử, La Minh Tố xin gặp. La Minh Tố. Trương Quân híp mắt, người phụ nữ ác độc đó cỏ mặt mũi mà đến gặp cậu sao? Chẳng mấy chốc La Minh Tố đã đứng trước mặt Trương Quân. Cô ta vẫn xinh đẹp như vậy. Mười mấy năm trôi qua mà 5 tháng chẳng để lại dấu vết trên mặt cô ta mà cô ta lại càng xinh đẹp hơn. La Minh Tố ngần ngấn nước mắt, anh Quân, em có lỗi với anh. Anh giết em đi,
em tình nguyện chết dưới tay anh. Trương Quân cười lạnh, giết cô cũng khó thỏa được mối hận trong lòng tôi. La Minh Tố khóc như mưa, anh Quân, em có lỗi với anh, tất cả đều là lỗi của em. Nếu không phải do em sơ suất thì sẽ không bị Hoa Thiên Thần khống chế, khiến anh ta hại anh. Trương Quân sững sờ, Hoa Thiên Thần khống chế cô. La Minh Tố gật đầu, anh cũng biết ngày xưa tu vi em có hạn. Hoa Thiên Thần dùng tà thuật biến em thành con rối của anh ta, sau đó lợi dụng em để hại anh. 10 năm sau khi anh chết, anh ta mới cho em hồi phục ý thức. Trương Quân không hề tin lời cô ta, cô nghĩ tôi sẽ tin sao? La Minh Tố, em có nhân chứng. Trương Quân suy nghĩ vài giây, được, cô đưa người tới đây. Chẳng mấy chốc một người đàn ông đi vào, người đó quỳ xuống nói, Trương công tử, tiểu nhân là quản gia Hoa Phủ, chuyện này tiểu nhân biết rõ đầu đuôi. Trương Quân chỉ vào ấn đường người này, lạnh lùng nói, hãy nói thật không được nói dối. Đây là phép ngôn xuất pháp tùy mà anh sử dụng được sau khi trở thành thiên tiên. Người này tu vi không cao. Liền toàn thân run lẩy bẩy, gật đầu nói, vâng, tôi nhất định sẽ nói thật. Trương Quân hỏi, ngày xưa Hoa Thiên Thần đã kiểm soát ý thức của La Minh Tố và bảo cô ta hại tôi sao? Người hầu già gật đầu, thưa công tử, đúng là như vậy. Năm xưa, Hoa Thiên Thần lấy được một tà vật gọi là khối lũy châu, dùng thứ đó để khống chế ý thức của La Minh Tố. Tiểu nhân đã chứng kiến toàn bộ chuyện này. Trương Quân, ông là người của Hoa Thiên Thần. Tại sao lại phản bội anh ta? Người hầu già nói, mấy năm nay, sau khi Hoa Thiên Thần trở thành đạo quân, chức vụ quản gia của tôi đã không còn địa vị gì. Nếu không có La Minh Tố giúp đỡ, có lẽ tôi đã không còn chỗ đứng ở Hoa Phủ. Vì vậy, khi cô ấy yêu cầu tôi làm chứng, tôi nhận lời ngay. Trương Quân chỉ vào giữa lông mày của La Minh Tố, trầm giọng hỏi, nói đi, cô đang lừa tôi sao? La Minh Tố lắc đầu. Khóc như mưa, anh Quân, em yêu anh rất nhiều, làm sao em có thể lừa dối anh? Em ở đây không phải để cầu xin anh tha thứ, em chỉ muốn cho anh biết sự thật trước khi em chết. Trương Quân nhìn chằm chằm vào mắt cô ta và cười lạnh, muốn lừa tôi không dễ thế đâu. La Minh Tố, nếu cô nói thật, chắc cô phải rất ghét Hoa Thiên Thần, phải không? La Minh Tố gật đầu, đương nhiên. Trương Quân, vậy thì cô đi giết anh ta đi. La Minh Tố cười khổ, anh Quân, anh biết thực lực của em mà, làm sao em có thể giết đạo quân? Nhưng hôm nay em đến gặp anh là vì Hoa Thiên Thần đang bế quan, nếu anh đi giết anh ta thì bây giờ sẽ là thời cơ tốt nhất. Trương Quân, ồ, anh ta đang bế quan. La Minh Tố gật đầu, em biết anh muốn tận mắt nhìn em giết anh ta. Không sao, chỉ cần anh khống chế anh ta, em sẽ tự mình ra tay, chặt đầu Hoa Thiên Thần. Trương Quân im lặng vài giây và hỏi, Hoa Thiên Thần ở đâu? La Minh Tố, mấy ngày nay anh ta lo lắng anh sẽ trả thù, vì vậy anh ta đã đi đến một nơi rất bí mật. Ban đầu em không biết nơi đó, nhưng em đã lén cho một loại hương liệu trên người anh ta, cuối cùng đã tìm thấy nơi đó. Trương Quân nói, được rồi, đưa tôi đến đó. Sau đó, một tia sáng bao phủ La Minh Tố rời khỏi Thiên Cung Vĩnh Hằng, đi tới chỗ sâu trong Thiên Vực Vĩnh Hằng. Giống như thần thổ thông thiên, trong Thiên Vực Vĩnh Hằng cũng có một lượng lớn các khu vực nguy hiểm chưa được phát hiện. Lúc này, La Minh Tố đã mang Trương Quân đến một nơi đầy sương mù. Sau khi đi vào sương mù dày đặc và đi bộ thêm nửa giờ, Trương Quân nhìn thấy một cái hố trên mặt đất đi xuống theo đường chéo. Đường kính của cái hố hơn 100 mét, La Minh Tố đứng ở sát miệng hố, nói anh Quân, Hoa Thiên Thần đang tu luyện ở đây, phía dưới là lá phổi của trái đất. Tu luyện ở nơi này rất có lợi. Trương Quân trực tiếp bay vào, đi xuống sâu hàng ngàn dặm dưới lòng đất, cậu đến một khoảng đất rộng lớn. Bên trái là một động đá song song, nhiệt độ bên trong rất cao, có ánh sáng lọt ra ngoài. Cậu kéo La Minh Tố và bước nhanh vào, đi được mấy cây số, trước mắt hiện ra một khoảng không gian rộng lớn, lúc này, một người đàn ông gầy gò đang khoanh chân ngồi tu luyện trên một tảng đá đen. Nhìn thấy người này, Trương Quân cười lạnh, Hoa Thiên Thần, anh quả nhiên ở đây. Hoa Thiên Thần mở mắt ra, bình tĩnh nói, quả nhiên, cậu cũng đã tới. Trương Quân nhướng mày, ồ, anh biết tôi sẽ đến. Hoa Thiên Thần, tôi bảo La Minh Tố ra mặt, đương nhiên cậu sẽ tới. Trương Quân không ngạc nhiên, tôi biết cô ta đang nói dối tôi, anh đã thay đổi trí nhớ của cô ta, phải không?
Hoa Thiên Thần tán thưởng, cậu vẫn thông minh như vậy, đáng tiếc, hôm nay cậu nhất định phải chết ở chỗ này. Trương Quân, ồ, tôi sẽ chết sao? Hoa Thiên Thần, cậu không chỉ chết mà còn phải hiến thân thể và thiên phú cho tôi, từ đó về sau, cậu sẽ trở thành con rối của tôi. Trương Quân, tôi không hiểu anh đang nói về cái gì. Hoa Thiên Thần vung tay phải lên, một luồng ánh kim bay ra, ánh kim hóa thành một hạt sen, lơ lửng giữa không trung. Trương Quân nhìn thấy hạt sen liền hỏi, đây là cái gì? Hoa Thiên Thần, đây là hỗn độn chí bảo, hóa thành hạt sen. Tôi sẽ để cậu nuốt hạt sen, trong cơ thể cậu sẽ sinh hoa sen, kết thành hạt sen. Nếu tôi nuốt hạt sen, vận may của cậu, tư chất và cả trí tuệ, thiên phú của cậu đều sẽ là của tôi. Trương Quân nhìn hạt sen nhỏ và nói, đó thực sự là một bảo bối, anh đã có được nó từ khi nào? Hoa Thiên Thần cười lạnh một tiếng, vào lúc tôi giết cậu, tôi đã tước đi vận may của cậu. Sau đó, tôi đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ, thu được rất nhiều. Hạt sen này chỉ là một trong số đó. Trương Quân, nhưng anh có từng nghĩ, bây giờ anh không phải là đối thủ của tôi không? Hoa Thiên Thần cười lớn, Trương Quân, cậu biết được bao nhiêu bí mật của tôi chứ? Dứt lời, có hai người đàn ông đi ra từ tảng đá phía sau. Hai người này là thần tộc, hơn nữa là đại thần. Trong tay họ đều cầm thần khí, khí tức phát ra ít nhất cũng phải là thần khí cấp thần vương. Hoa Thiên Thần phất tay, La Minh Tố đi đến. Lúc này cô ta đã khôi phục ký ức, cô ta cười nói, Thiên Thần, anh thông minh thật, nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo thế này. Một đại thần lạnh lùng nói, giết hắn đã rồi nói chuyện cũng không muộn. Hoa Thiên Thần hành lễ, vất vả cho hai vị rồi. Trương Quân lạnh nhạt nói, các người tính trăm phương ngàn kế nhưng vẫn sai một bước. Hoa Thiên Thần, giơ sẵn cổ ra đi, rất nhanh thôi tôi sẽ lấy đầu anh. Dứt lời, cậu nhanh chóng mở đi, sau đó biến mất. Lúc này có một Trương Quân mặt vô cảm đứng ở chỗ lối vào cái hố. Hiển nhiên người vừa đi xuống không phải cậu, mà chỉ là một ý niệm của cậu biến thành. Ngay sau đó cậu cũng biến mất, rời khỏi vùng sương mù. Dưới đất, Hoa Thiên Thần ngẩn ra, sau đó gào lên giận dữ, đồ xảo quyệt. Chết tiệt! La Minh Tố rất hoảng sợ, Thiên Thần, làm thế nào đây? Hoa Thiên Thần im lặng một lúc rồi nói, bí mật của anh đã bị hắn phát hiện, không thể ở lại Tiên Cung vĩnh hằng nữa. Minh Tố, em theo anh về tộc đi, nơi đó khá an toàn. La Minh Tố gật đầu, vâng, anh đi đâu em sẽ theo đó. Mấy tiếng sau, đoàn người Hoa Thiên Thần đã rời đi. Đột nhiên một bóng người quay lại, chính là Trương Quân. Lúc này cậu đang nhìn hang động dưới đất, một số ký ức kiếp trước bị phong ấn liền hiện ra. Đây là những ký ức quan trọng nhất. Năm xưa vì bảo tồn những ký ức này mà cậu đã thiết kế cách mở ra. Chỉ khi kiếp sau cậu khôi phục ký ức, hơn nữa đến gần nơi này mới có thể kích hoạt những ký ức sâu thẳm nhất. Khi cậu còn là địa tiên đã tới đây, tu luyện chỗ tảng đá đó giống Hoa Thiên Thần. Khi tu hành ở đây một năm, cậu nghe thấy có một giọng nói đang gọi mình sâu trong lòng đất. Giọng đó nói rằng nó là tiên chủng, đang tìm người có duyên. Mà nó đã chọn Trương Quân làm vật chứa đời sau. Trương Quân bố trí kết giới ở cửa hang rồi ngồi khoanh chân trên tảng đá. Sau vài hơi thở, trong tâm trí cậu, giọng nói đó quả nhiên đã vang lên lần nữa. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, đối phương nói, đó là giọng nói của tiên chủng. Trương Quân, vào kiếp trước của ta, ngươi nói rằng ngươi chọn kiếp sau của ta. Tiên chủng, đúng vậy, lúc trước ta gieo vào cậu một luồng sức mạnh bất tử. Chính luồng sức mạnh này đã giúp cậu luân hồi, lần nữa tới nơi này. Trương Quân, ngươi có thể dự đoán thành tựu kiếp này của ta sao? Tiên chủng, ta có năng lực nhìn thấu tương lai, bởi vậy ta biết trong tương lai cậu nhất định sẽ có thành tựu lớn, chỉ có loại người như cậu mới có thể chịu đựng được sức mạnh tiên chủng. Trước tiên ta giới thiệu một chút, ta là tiên chủng số 7, cậu có thể gọi ta là số 7. Trương Quân, số 7, tiên chủng có thể mang lại cho ta cái gì? Tiên chủng số 7, mỗi một tiên chủng có trí tuệ và năng lượng như nhau, nếu như đạt được một tiên chủng là có thể có được truyền thừa tiên đạo cốt lõi nhất và đầy đủ nhất, cuối cùng trở thành tiên tộc. Trương Quân lần đầu tiên nghe nói về tiên tộc, cậu hỏi tiên tộc là gì? Tiên chủng số 7, tiên tộc đã được lưu truyền qua nhiều thời đại. Nhưng vì một số lý do,
bọn ta phải giấu đi phần lớn tinh hoa của tiên chủng và truyền lại 10 tiên chủng cho các kỷ nguyên tiếp theo. Những người được tiên chủng lựa chọn, trong tương lai sẽ trở thành thủ lĩnh của tiên tộc, dẫn dắt tiên tộc phản công thần tộc, tìm lại sự hào hùng và ánh hào quang cho tiên tộc. Trương Quân, ý ngươi là, nếu ta có được tiên chủng, ta sẽ trở thành tiên tộc. Tiên chủng số 7, đúng vậy, cậu sẽ có tất cả năng lực của tiên tộc, hơn nữa so với tiên tộc thông thường thì cậu mạnh hơn nhiều. Trương Quân, có bao nhiêu người trên thế giới đã có được tiên chủng? Tiên chủng số 7, còn lại 9 tiên chủng, một hạt bị hỏng, hai hạt mất tích, những hạt còn lại đã tìm được vật chứa. Cậu chính là người cuối cùng. Trương Quân, vì vậy, sau này khi ta tu luyện, người có thể cung cấp các tài nguyên ta cần. Tiên chủng số 7, không chỉ có tài nguyên mà còn có bảo vật tiên tộc cất giấu ở sâu trong vũ trụ, chỉ cần đạt được yêu cầu là có thể thu được những bảo vật kia. Trương Quân, số 7, có phải tiên tộc các ngươi và nhân tộc hoàn toàn khác nhau đúng không? Tiên chủng số 7, ngược lại thì có, tiên tộc rất giống nhân tộc, cho nên ta mới chọn một con người như cậu làm vật chứa. Trương Quân, Hoa Thiên Thần đã ở đây lâu rồi, tại sao ngươi không chọn anh ta? Anh ta không đủ tư cách sao? Tiên chủng số 7, hắn đương nhiên không có tư cách, ta không coi trọng tu vi hiện tại của cậu mà là tiềm lực tương lai của cậu, kế tiếp, cậu cần phải hoàn thành cảnh giới thứ nhất của hư tiên. Cảnh giới thiên tiên được chia thành 3 cấp hạ, 3 cấp trung và 3 cấp thượng, 3 cấp hạ của thiên tiên được gọi là hư tiên. Trong số đó, cảnh giới đầu tiên của hư tiên là mở linh đài. Giờ Trương Quân vẫn chưa chính thức mở linh đài, bởi vì mở linh đài cần rất nhiều tài nguyên. Không phải thiên phú tốt là có thể mở ra linh đài cường đại, viên mãn. Để có một linh đài mạnh mẽ và hoàn hảo, cần phải đổ vô số tài nguyên vào đó. Trong suốt các thời đại, tất cả các tu sĩ có thiên phú tốt đều phải có sự hỗ trợ của các thế lực mạnh mẽ đằng sau họ, cả hai cùng hỗ trợ cho nhau. Thế lực đứng sau việc này có thể là một môn phái nào đó, hay một gia tộc nào đó, thậm chí là một hoàng triều nào đó. Ví dụ như Trương Quân, sau lưng cậu có một tiên cung vĩnh hằng mạnh mẽ, vì vậy cậu có thể dễ dàng tu luyện đến hư tiên. Nhưng ngay cả tiên cung vĩnh hằng cũng cần chuẩn bị một khoảng thời gian để đáp ứng một số nhu cầu của Trương Quân. Trương Quân, tôi biết, không phải chỉ là mở linh đài thôi sao? Tiên chủng số 7, giữa linh đài với linh đài cũng có chênh lệch rất lớn, nói cho ta biết, linh đài là cái gì? Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, Trương Quân suy nghĩ một chút rồi nói, linh đài chính là thế giới tinh thần. Có thể tự mình mở ra linh đài, hoặc là dựa vào tiên giới để mở linh đài. Tiên chủng số 7, sai rồi, nhầm to rồi. Trương Quân sững sờ, sao vậy? Tiên chủng số 7, mục đích mở linh đài chính là hấp thu khí tức vũ trụ từ nơi thần bí nhất vũ trụ, cường hóa pháp thân của chính mình, hóa thành tiên thai. Trương Quân, tiên thai. Tại sao trong những công pháp tu hành tiên đạo trong ký ức của ta không tồn tại tiên thai? Thông thường, cấp thứ nhất chỉ cần mở linh đài là được. Tiên chủng số 7, đó là vì không phải ai cũng có thể tu luyện công pháp. Để phổ biến việc này thì chỉ có thể tối giản các bước tu luyện, giảm bớt độ khó. Không phải cậu cũng đã nhìn thấy sao? Những người tu luyện công pháp tiên đạo cấp thấp đều có ít nhiều thành tựu. Tuy nhiên họ không phải tiên thực sự. Tiên thực sự có thể dễ dàng giết thần tộc. Phải biết là dù có ở thời đại tiên đạo suy yếu nhất thì một tiên tộc cũng có thể dễ dàng chém giết hàng trăm thần tộc. Trương Quân, chắc tiên tộc các người ít lắm nhỉ? Tiên chủng số 7, đúng vậy, tiên tộc xưa nay không nhiều, số lượng thần tộc lớn hơn tiên tộc gấp mấy triệu lần. Trương Quân, thế nên hiện tại theo đuổi số lượng chứ không phải chất lượng sao? Tiên chủng số 7, có thể hiểu như vậy, căn cơ của cậu khá tốt. Kể từ giờ cậu phải chính thức tu luyện công pháp tiên tộc. Trương Quân làm thế nào để ngưng tụ tiên thai? Tiên chủng số 7, không vội cậu còn chưa mở linh đài. Cái gọi là tiên giới là một thời không duy độ thấp, nó thậm chí còn không bằng thời không của thần giới. Mà tiên tộc bọn ta muốn mở linh đài cần phải tiến vào thời không duy độ mạnh nhất, đó là nơi vũ trụ sinh ra, được gọi là Thái Sơ. Trương Quân, ta phải làm sao mới tìm được nơi đó? Tiên chủng, có ta giúp thì đương nhiên cậu làm được. Nhưng bước này có yêu cầu cực cao với pháp thân của cậu, thế nên cứ đợi đã. Trương Quân, đợi gì cơ? Tiên chủng, đợi bản tôn của cậu bước vào cảnh giới đoạt thiên. Trương Quân trầm ngâm, quả nhiên ta chỉ là một hóa thân sao?
Cậu đã có dự cảm từ lâu, nhưng không ai nói cho cậu biết. Tiên trùng, tuy cậu là hóa thân nhưng cũng có ý thức riêng của mình. Nếu cậu đủ mạnh thì bản tôn của cậu cũng sẽ cho cậu không gian để phát triển. Trương Quân, được, vậy ta sẽ đợi ở đây. Ta sẽ đưa công pháp tiên đạo chân chính cho người đó thông qua cậu. Dứt lời, Ngô Bình đang ở Linh Xuyên liền nhận được công pháp tiên tộc. Anh rất kinh ngạc, lẩm bẩm, đây là công pháp tiên tộc. Lúc này anh vẫn đang trấn áp tâm ma, giờ lại được công pháp tiên tộc gợi ý nên chẳng mấy chốc đã luyện hóa tâm ma. Anh vừa luyện hóa xong thì có tin từ Thất Châu đến, đế quốc thần võ cuối cùng cũng ra tay. Họ có 500.000 quân, đã đến biên giới. Tư Không Vũ làm đại soái, ông ta đã đưa lính tinh nhuệ đến phía nam, chuẩn bị chiến đấu với đế quốc thần võ. Phía nam đã triệu tập 1.000.000 quân, trong đó có một nửa là lính tinh nhuệ do yêu binh chuyển hóa thành, nửa còn lại là lính tinh nhuệ Ngô Bình dùng đan dược bồi dưỡng. Trong hơn một tháng, lính tinh nhuệ mỗi ngày đều được huấn luyện nghiêm khắc, hiện nay đã trở thành binh sĩ chuyên nghiệp. Tại biên giới phía nam Thất Châu, đại quân đã dàn trận, 20 long vệ và Tư Không Vũ đều ở đây. Dù Ngô Bình không tới, họ cũng tin chắc mình có thể đẩy lùi kẻ địch. Ngô Bình đã đến từ lâu nhưng ẩn mình trên không trung không lộ diện, vì anh muốn xem nếu mình không có ở đây thì nhóm Tư Không Vũ có thể đối phó được với cục diện này hay không. Tư Không Vũ quan sát động tĩnh phía địch, thấy họ cách mình khá gần rồi thì lập tức ra lệnh, tướng quân tiên phong, hãy dẫn 10.000 cường binh và 300.000 tinh binh xông đến tấn công trực diện vào trận doanh của quân địch. Tuân lệnh, một vị tướng nhận lệnh rồi đi ngay. Tả tướng quân, hãy dẫn 10.000 cường binh và 200.000 tinh binh đánh từ mé trái. Tuân lệnh. Hữu tướng quân, hãy dẫn 10.000 cường binh và 200.000 tinh binh tấn công ở mé phải. Vâng. Hậu tướng quân, hãy dẫn 5.000 cường binh, 1.000 dũng sĩ và 300.000 tinh binh vòng ra phía sau quân địch để tổng tấn công. Tuân lệnh. Trống trận vang lên, các tướng và binh sĩ đều tăng tốc tấn công. Chưa tới nửa tiếng sau, họ đã bao vây doanh trận của địch từ mọi phía. Một đại tướng của phe địch đang ngồi trên một chiếc chiến xa sang trọng trong doanh trận, đây là một bán thần nên hoàn toàn coi thường tướng sĩ của Thất Châu. Trước đó, gã đã tung hoành thiên hạ, phe đối đầu vừa tấn công đã lập tức tan rã, sau đó chịu cảnh giết chóc. Liên tiếp nhiều lần thắng lợi khiến đại tướng quân này có cảm giác khinh địch. Tuy Thất Châu đã từng đánh bại yêu binh, nhưng gã vẫn nghĩ rằng lực chiến đấu của người bình thường không thể so với người đã uống thần đan được. Đột nhiên có người đến báo, đại tướng quân, quân địch đã cho binh sĩ bao vây cả hai cánh trái phải, đồng thời còn có quân chặn ở phía sau, khả năng cao chuẩn bị tổng tấn công chúng ta. Đại tướng quân cười lạnh nói, bao vây rồi tổng tấn công ư. Ha ha, đúng là nực cười. Tất cả nghe lệnh, binh sĩ hãy chia làm 4 nhánh rồi nghênh đón quân địch. Vì thế, đại quân của đế quốc võ thần đã tách làm 4, sau đó nghênh chiến với đại quân của Tư Không Vũ. Lúc này, Ngô Bình phát hiện Vân Tịch cũng đang trốn trên không, vì thế anh đi tới cạnh rồi cười nói, bảy binh bố trận không phải sở trường của anh, nhưng anh nghĩ chắc Tư Không Vũ sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Vân Tịch, Huyền Bình, anh đến lâu chưa? Ngô Bình, mới thôi. Vân Tịch cười nói, phía em thì không có vấn đề gì. Kiểu gì đế quốc thần võ cũng đại bại. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì quân lính của hai phe đã bắt đầu va chạm, rõ ràng trang bị của Thất Châu mạnh hơn, binh lính cũng có tố chất cao hơn, ngoài ra còn có chiến xa và pháo tiên hỗ trợ nên họ lập tức chiếm thế thượng phong. 1.000 quả pháo tiên phát nổ ở phía xa, làm quân lính của phe địch chao đảo, họ chưa kịp hoàn hồn thì quả pháo thứ hai đã bay đến. Sau 3 quả pháo, đại quân của Thất Châu đã ùa lên. Họ với thực lực 1 địch 10 nên phía quân địch đã thiệt hại nặng nề. Lúc này chiến trận mới phát huy tầm quan trọng của mình, 10.000 cường binh tự hình thành một chiến trận tấn công, họ như một mũi thương nhọn tấn công quân địch. 300.000 tinh binh thì hình thành một chiến trận thu hoạch, khí tức của họ nối liền, tạo thành uy lực mạnh mẽ. Đội quân ở mé trái và phải cũng nhanh chóng lao tới để cùng chiến đấu với hai mé quân khác. Ngô Bình thấy thế thì nói, lực chiến đấu của binh sĩ nhà Bình khá ổn, mạnh hơn cả phe địch, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì vẫn còn hạn chế. Vân Tịch, thế là ổn lắm rồi, à anh này, đánh thắng trận này xong thì mình làm gì tiếp? Ngô Bình, ông bảo anh làm hoàng đế, em thấy sao?
Vân Tịch cười nói, cũng được mà, nhưng em nghĩ anh nên bắt tay với hoàng tộc đại thương. Ngô Bình, bắt tay với họ ư? Vân Tịch gật đầu, theo em biết thì hoàng tộc đại thương đã dần khống chế 4 đại vương tộc và 10 đại quý tộc, chỉ cần nắm được các hoàng tộc này thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được cả khu vực. Ngô Bình, khu vực mà hoàng tộc đại thương quản lý lớn đến đâu? Vân Tịch, diện tích gấp Thất Châu 10 lần luôn. Ngô Bình nói, đây cũng là ý hay. Vân Tịch, chỉ cần anh chứng minh được mình có huyết mạch của hoàng tộc thì có thể cạnh tranh với hoàng tử. Ngô Bình, anh chỉ sợ không có huyết mạch của hoàng tộc đại thương. Vân Tịch cười nói, huyết mạch này có thể cải trang được, dẫu sao độ thuần khiết trong huyết mạch của mọi người cũng tương đương nhau, đây chỉ là một ngưỡng cửa trong việc tranh giành thân phận hoàng tử thôi. Hoàng tử mà em nói là sao, anh hỏi. Chỉ cần có thể thông qua 5 bài kiểm tra của đại thương thì mọi người đều có thể trở thành hoàng tử. Sau khi thành hoàng tử rồi thì có thể lôi kéo vài người rồi tự hình thành thế lực riêng. Sau này, nếu hoàng triều đại thương có thể hồi phục thì hoàng tử sẽ trở thành hoàng đế mới. Ngô Bình, không phải chứ, huyết mạch của hoàng tộc phải có lưu truyền chính thống mới được chứ. Vân Tịch lắc đầu, làm gì còn huyết mạch chính thống nữa anh, Đại Chu giết sạch rồi còn đâu, ai còn sống thì cũng chỉ là nhánh phụ. Ngô Bình gật đầu, thế thì lo vụ làm hoàng tử trước, chúng ta có Thất Châu rồi, họ chẳng có lý gì mà không ủng hộ anh. Vân Tịch, Vân Thị sẽ ủng hộ anh đầu tiên, sau đó còn có thể tranh thủ ủng hộ của 3 đại vương tộc và các quý tộc khác. Ngô Bình, sau trận đánh này thì chắc ai ở Côn Luân cũng biết thực lực của chúng ta rồi. Lúc này, Vân Tịch đưa cho Ngô Bình một viên đan dược rồi nói, anh uống đan dược này vào thì sẽ có huyết mạch thương hoàng. Ngô Bình cười hỏi, em lấy đâu ra thế? Vân Tịch, em mua mất cả đống tiền đấy, em chuẩn bị từ lâu rồi nhưng nay mới có cơ hội dùng đến. Đấu tranh trong hoàng tộc gay gắt lắm, ai cũng muốn làm hoàng tử nên anh đến đó rồi thì đừng nhân từ với ai, cứ thẳng tay mà làm. Ngô Bình, anh biết rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đại quân của đế quốc thần võ đã tổn thất mất 1/3, tinh thần của binh sĩ sa sút. Còn đại quân của Thất Châu thì thương vong rất ít. Thấy thế, đột nhiên có một ảo ảnh cao cả chục nghìn mét bay từ phía nước thần võ đến rồi tấn công đại quân của Thất Châu. Ngô Bình hừ lạnh nói, to gan. Anh bay lên cao rồi chém một đường kiếm, một tia sáng lóe lên rồi chém về phía cổ của ảo ảnh. Ảo ảnh này không phải con người, mà giống một con vượn khổng lồ, nó gầm lên rồi giơ lá chắn lên đỡ. Cheng! Tấm lá chắn vỡ toang, còn đường kiếm của Ngô Bình đã chém nát tay của ảo ảnh, sau đó tiếp tục bổ đôi người nó ra. Một tiếng hét đau đớn vang lên, ảo ảnh đã biến mất. Ngô Bình đã biết ảo ảnh này là một ma thần, tương đương với một hóa thân của tu sĩ. Anh chém chết ma thần này rồi thì người tung nó ra cũng sẽ bị tổn thất nặng nề, ít cũng mất 1/3 tu vi. Ngô Bình chém chết ảo ảnh kia xong thì khoảng nửa tiếng sau, đại quân của đế quốc thần võ cũng bị đánh tan tác, ai may mắn sống sót đều quay đầu bỏ chạy. Trận chiến kết thúc, Tư Không Vũ cho người xử lý các binh sĩ bị thương hoặc người đã tử trận. Đồng thời chiếm được hơn 3.000 dặm đất của đế quốc thần võ, ở đây vừa hay có một dạng núi. Tư Không Vũ lệnh cho cấp dưới nhanh chóng lắp đặt pháo đài, chuẩn bị nghênh đón lần tấn công tiếp theo của phe địch. Đại trận đã kết thúc, Vân Tịch cười nói, Huyền Bình, em vừa nhận được tin là tông chủ của Sách Thị một trong 4 đại vương tộc đến gặp. Ngô Bình thấy lạ nên nói, họ có gì cần nhờ mình à? Vân Tịch, ở đó đột nhiên có tà ma trỗi dậy. Người dân của 1/5 nơi đó đã bị tà ma nhập, Sách Thị bó tay rồi nên mới phải nhờ đến mình. Ngô Bình ngạc nhiên, tà ma ư, lâu lắm không nghe tin về tà ma rồi, chúng từ đâu ra thế? Nhưng ngay sau đó, anh đã biến sắc mặt rồi nói, chết rồi, chắc chắn là lối vào của tà ma đã có vấn đề. Vân Tịch, anh phải đi kiểm tra ngay đây. Ngô Bình đến đảo Thanh Long trước tiên, ngay từ khi còn cách đảo rất xa. Anh đã nhìn thấy quỷ khí cuồn cuộn khắp đảo, chứng tỏ nơi này đã bị tà ma xâm chiếm. Sức mạnh của các tà ma nối liền hình thành một quỷ vực. Trong quỷ vực này ẩn hiện một tà ma khổng lồ, người nó dài cả nghìn mét, khí tức thì mạnh mẽ. Ngô Bình kinh ngạc rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì lập tức trông thấy có một vòng bảo hộ màu vàng xuất hiện trên đảo, nhóm Kim Huyền Bạch đang ra sức chống trả, nhưng xem chừng không cầm cự được bao lâu nữa.
Vì thế anh độn thổ xuống đáy biển rồi xuất hiện bên trong không gian được bảo vệ ấy. Anh vừa xuất hiện thì Kim Huyền Bạch đã cảm nhận được ngay, ông ấy nói, Huyền Bình, may quá cậu đến rồi. Ngô Bình hỏi, chú Kim, sao tà ma lại xông ra vậy? Kim Huyền Bạch, tôi cũng không biết nữa, tự nhiên có một con to tướng lao ra, tôi biết mình không phải đối thủ của nó nên đã dùng bùa trấn tà ma tiên đình ban thưởng để trấn áp nó tạm thời. Nếu cậu không đến thì cùng lắm chúng tôi chỉ trụ được thêm 3 tiếng nữa. Ngô Bình quan sát con tà ma ấy rồi nói, thực lực của con này đã gần bằng Đại La Kim Tiên rồi. Không ngờ tà ma cũng có thể mạnh tới vậy, đúng là lợi hại. Kim Huyền Bạch, nó đã thành ma thần rồi. Ngô Bình, chú Kim yên tâm, cháu sẽ xử lý nó. Anh vừa nói dứt câu thì đột nhiên có một bàn cờ khổng lồ xuất hiện, sau đó che phủ tất cả các tà ma. Ngay sau đó, bọn chúng đều kêu gào thảm thiết, con nào con nấy đều nổ tung. Con tà ma to nhất cũng không cầm cự được bao lâu thì hét lên, sau đó bị một đường kiếm chém thành sương mù rồi biến mất. Một lát sau, quỷ khí tản đi, đảo Thanh Long trở lại trạng thái bình thường. Bàn cờ của Ngô Bình cũng có sự thay đổi, mỗi ô đều đang phong ấn rất nhiều tà ma. Thì ra chúng chưa bị giết mà bị anh phong ấn trong bàn cờ, nhằm giúp tăng uy lực cho bàn cờ. Ngoài ra, anh còn phát hiện hình như tà ma có khả năng bất tử trời sinh, chúng có thể lớn lên mãi nhưng không bao giờ chết, trừ khi là bị giết. Khi thấy Ngô Bình giải quyết xong hết tà ma, Kim Huyền Bạch vừa vui vừa phục nói, Huyền Bình, thực lực bây giờ của cậu đúng là đáng kinh ngạc. Ngô Bình cười nói, cũng bình thường thôi ạ. Chú Kim, mọi người có tiên đình chi viện cơ mà, tại sao không thấy họ tới? Kim Huyền Bạch thở dài nói, thôi đừng nhắc nữa. Tiếp chi viện thứ nhất đến đã bị tà ma giết sạch rồi. Bây giờ Ngô Bình mới để ý thấy có rất nhiều thi thể ở trên đảo, anh gật đầu nói, chắc đã có một phần là ma ở đây chạy thoát ra ngoài rồi tới đất liền. Kim Huyền Bạch, tà ma từ đây mà ra nên tôi sẽ đi xử lý việc này. Ngô Bình, chú yên tâm, chuyện này cứ để cháu. À, đảo Huyền Võ sao rồi ạ? Kim Huyền Bạch, lối ra vào của tà ma ở đó đã bị đóng. Vì thế đảo này không cần thiết phải tồn tại nữa. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sao lại đóng ạ? Tôi không rõ, chắc tại tà ma muốn tập trung sức mạnh, Kim Huyền Bạch đáp. Ngô Bình, kỳ thần tướng thì sao ạ? Kim Huyền Bạch cười hỏi, cậu nhớ cô ấy à? Ngô Bình đánh trống lảng, chú Kim đừng trêu cháu nữa. Kim Huyền Bạch, cô kỳ đã về kỳ thị rồi, đó là một trong các quý tộc của đại thương. Cậu có thể đi tìm cô ấy. À, hình như Kỳ Nhược Phi gặp chuyện gì đó, giờ cậu là nhân vật lớn rồi thì đi xem có giúp được gì cô ấy không? Ngô Bình hỏi, cô ấy làm sao ạ? Kim Huyền Bạch, hình như đắc tội với hoàng tộc, còn cụ thể ra sao thì tôi không rõ. Ngô Bình nhìn lối vào của tà ma thì thấy ở đó rất yên tĩnh nên nói, chú Kim, lần sau mà có chuyện gì thì chú cứ gọi cháu sẽ đến ngay. Kim Huyền Bạch gật đầu, lần này tôi sẽ ghi công cho cậu. Khi nào nhận thưởng thì tôi sẽ lưu ý nhé. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình chào từ biệt Kim Huyền Bạch rồi đến chỗ của Kỳ Thị. Anh và Kỳ Nhược Phi khá thân thiết, từng vào sinh ra tử với nhau. Kỳ Thị là một trong 10 đại quý tộc, sau này anh muốn thống nhất thế lực ở Đại Thương thì sớm muộn cũng phải đến vận động họ ủng hộ mình. Không lâu sau, Ngô Bình đã đến thành Tam Thủy nơi ở của Kỳ Thị. Đây không phải một thành lớn. Nhưng dưới sự cai trị của Kỳ Thị, dân chúng ở đây có một cuộc sống khá ấm no, kinh tế cũng phát triển. Vào trong thành rồi, Ngô Bình dùng bùa tin tức để liên lạc với Kỳ Nhược Phi. Loáng cái, cô ấy đã hồi âm, bất ngờ quá, anh vẫn nhớ đến thần tướng này cơ đấy. Ngô Bình, thôi đừng nhận là thần tướng nữa, đảo Huyền Võ biến mất rồi còn gì. Kỳ Nhược Phi cười hỏi, anh biết rồi à? Ngô Bình, tôi vừa ở đảo Thanh Long. Còn giờ thì ở đảo Tam Thủy, cô không chuẩn bị tiếp đón à? Kỳ Nhược Phi vui mừng nói, anh đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay. Ngô Bình, không cần đến, cô nói địa chỉ đi rồi tôi tự đi tìm cô. Kỳ Nhược Phi, tôi ở Sơn Trang Bích Nha trong rừng đảo Thành Lâm. Ngô Bình hỏi đường một lát thì đã đến nơi, sau đó anh đã thấy Kỳ Nhược Phi đeo khăn che mặt mỉm cười đứng ở bên ngoài. Vừa gặp cô ấy, Ngô Bình đã ngẩn ra. Khi Kỳ Nhược Phi bỏ khăn che mặt ra thì làn da của cô ấy đã biến mất,
thay vào đó là da của hồ ly nên nhìn rất kỳ lạ, hay thậm chí là quỷ dị. Kỷ Nhược Phi vội lùi lại nói, thôi anh đừng nhìn. Ngô Bình sốt ruột hỏi, cô bị làm sao thế? Anh vừa nhìn đã biến Kỷ Nhược Phi bị người ta lột da mặt rồi đổi sang da của thú, tuy không biết kẻ nào làm, nhưng đây là một hành vi vô cùng độc ác. Kỷ Nhược Phi nói, có gì đâu mà bất ngờ thế, chờ người đó bớt giận là tôi sẽ ổn thôi. Ngô Bình, cô hãy kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe, tôi là bạn cô nên sẽ không để ai bắt nạt cô đâu. Nghe vậy, Kỷ Nhược Phi cảm thấy ấm lòng, không uổng công tôi vào sinh ra tử với anh, vào đây, chúng ta vào trong rồi nói. Hai người đi vào một căn nhà có lối kiến trúc cổ kính. Ngô Bình không có tâm trạng uống trà nên lại dục, cô mau kể đi. Kỷ Nhược Phi thở dài rồi kể lại mọi chuyện. Thì ra Kỷ Thị là một trong 10 đại quý tộc, con gái trong các nhà này sẽ phải liên hôn với người của 4 đại vương tộc hoặc các quý tộc khác. Sách Thị một trong 4 đại quý tộc có một người con tuấn tú tên là Sách Kiệt. Người này không chỉ đẹp trai mà thực lực cũng mạnh, giờ được coi là thiên tài số 1 của Sách Thị. Có một cô gái tên Ân Đan trong hoàng tộc thích Sách Kiệt, nhưng Sách Kiệt lại có tình cảm với Kỷ Nhược Phi và muốn thành thân với cô ấy. Ân Đan biết chuyện này xong thì nổi giận, lập tức cho 10 cao thủ đến Kỷ Thị rồi lột da mặt của Kỷ Nhược Phi, sau đó còn mắng cô ấy là loại hại nước hại dân giống Tô Đát Kỷ thời xưa. Vì thế, cô ta đã cho người mang da của hồ đến rồi dán lên mặt Kỷ Nhược Phi, ngoài ra còn bắt cô ấy để như vậy 3 năm, nếu dám tháo xuống thì cả Kỷ Thị sẽ phải chịu tội. Ân Đan là người của hoàng tộc nên Kỷ Nhược Phi không dám trái lời, đành ngậm ngùi làm theo. Kỷ Nhược Phi, 3 năm thôi mà, tôi nhịn chút vậy. Ngô Bình cười lạnh, cô nhịn được nhưng tôi thì không. Dứt lời, anh vung tay lên, lớp da hồ ly trên mặt Kỷ Nhược Phi rơi xuống, sau đó một màn xương bao phủ gương mặt Kỷ Nhược Phi, Ngô Bình bắt đầu điều trị cho cô ấy. Kỷ Nhược Phi kinh hãi nói, đừng, nói rồi, cô ấy giơ tay lên che mặt, nhưng cảm thấy không thể điều khiển được cơ thể nên đành ngồi im. Cô ấy bật khóc nói, Huyền Bình. Tôi biết anh muốn đòi lại công bằng cho tôi, nhưng chúng ta không đấu lại hoàng tộc được đâu. Tuy đại thương đã bị diệt, nhưng hoàng tộc đại thương vẫn nắm giữ tài nguyên. Nếu tôi không làm theo lời của Ân Đan thì cả Kỷ Thị sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô ta. Bố của Ân Đan là một trong 8 hoàng lão, tôi không thể chọc vào một người có địa vị cao như vậy được. Ngô Bình nói, Kỷ Nhược Phi, chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ làm cho ra lẽ. Tôi có thể đánh bại đại quân của yêu tộc. Khiến 800.000 đại quân của đế quốc thần võ đại bại thì cái hoàng tộc còn con kia có là cái thá gì chứ? Kỷ Nhược Phi ngẩn ra, do gần đây bị Ân Đan sỉ nhục nên cô ấy ít ra ngoài nghe ngóng tin tức, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng. Anh đã đánh đuổi đại quân của yêu tộc ư? Khi nào thế? Ngô Bình, mới đây thôi, thật ra tôi đến để bàn chuyện hợp tác với cô, tôi đang chuẩn bị tranh vị trí hoàng tử. Kỷ Nhược Phi kinh ngạc, anh muốn làm hoàng tử ư? Ngô Bình, tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi phục dung cho cô đã. Chưa đến một phút sau, sương mù đã biến mất, gương mặt của Kỷ Nhược Phi đã trở lại bình thường, thậm chí còn trông xinh đẹp hơn cả lúc trước. Cô ấy soi gương rồi vui mừng nói, này, anh chỉnh sửa lại nhan sắc cho tôi đấy à? Ngô Bình, chưa đến mức ấy, tôi chỉ sửa lại chút thôi, cô cũng biết tài y thuật của tôi rồi còn gì. Anh nói tiếp, tôi chuẩn bị dùng Thất Châu làm nền móng để xây dựng một đế quốc mới. Kỷ Nhược Phi, anh định làm hoàng đế luôn à? Ngô Bình gật đầu, nhưng trước đó, tôi cần phải nắm giữ hoàng tộc của Đại Thương đã. Thế lực của Tiên Quốc hầu như đều tuân theo Đại Thương rồi, còn Chu Thành lập sau thời không gặp thì không đáng nhắc tới. Kỷ Nhược Phi, làm hoàng tử thì khó lắm đấy, hầu hết đều do nội bộ quyết định thôi. Ngô Bình, cô nói thế là sao? Kỷ Nhược Phi, tôi nghe người lớn trong nhà nói rằng hoàng tử đều do các hoàng lão chọn. Người được họ chọn thì sẽ dễ dàng vượt qua 5 vòng thi vì nội dung thi đã đơn giản hơn. Còn không thì phải thi như bình thường, tôi nghe nói đến thiên kiêu cũng khó mà qua được 5 vòng thi ấy. Ngô Bình không hề lo lắng, không sao, chỉ cần tôi có thể vượt qua các vòng thi ấy là được. Kỷ Nhược Phi, trở thành hoàng tử rồi thì còn phải hoàn thành 3 nhiệm vụ lớn nữa. Nhưng các hoàng tử đời trước thường chỉ hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất, thứ hai thôi chứ chưa ai hoàn thành được nhiệm vụ thứ ba cả. Ngô Bình, thế hoàn thành nhiệm vụ thứ ba xong thì sao?
Kỷ Nhược Phi, sau đó, nếu có nhiều thế lực ủng hộ anh thì anh có thể tham gia vòng thi cuối cùng, đó là mở kho đế của đại thương rồi đăng cơ. Ngô Bình, kho đế là gì? Kỷ Nhược Phi, là tài nguyên mà đại thương dùng để phục quốc, chỉ có ai qua được vòng thi cuối cùng thì mới được mở kho đế để vực dậy đại thương thôi. Ngô Bình, vậy thì chỉ cần tôi mở được kho đế thì tất cả mọi người sẽ phục tùng đúng không? Kỷ Nhược Phi, đương nhiên rồi. Ngô Bình, nếu thế thì đơn giản. Nhược Phi, khi đại thương hưng thịnh nhất thì có thực lực thế nào? Kỷ Nhược Phi, đại thương vốn là kế nhiệm của tiên quốc, thời đầu thực lực của đại thương gần như không thua gì tiên quốc đời cuối, họ đã chiếm 1/3 lãnh thổ của đại lục. Ngô Bình, cô có biết tại sao thương lại diệt vong không? Kỷ Nhược Phi, tôi chỉ biết đó là một trận loạn chiến, còn cụ thể ra sao thì chịu. Nhưng chờ anh thành hoàng tử rồi thì chắc sẽ biết đấy. Lúc này, có một người phụ nữ trung niên đi vào, thấy gương mặt của Kỷ Nhược Phi đã trở lại bình thường thì nổi giận nói, Nhược Phi, cô không muốn sống nữa sao? Nếu để hoàng tộc phát hiện thì cả Kỷ thị sẽ gặp chuyện đấy. Kỷ Nhược Phi, nhị nương, đây là chuyện của tôi, không phiền bà lo. Người phụ nữ dậm chân nói, đắc tội với hoàng tộc rồi thì không ai cứu nổi cô đâu. Tôi cứu được, Ngô Bình nói. Nhị nương nhìn Ngô Bình rồi hỏi, cậu là ai? Ngô Bình, tôi là Lý Huyền Bình, bạn của Nhược Phi, chủ của Côn Luân Kiếm Cung. Người phụ nữ sững sờ, cậu là chủ của Kiếm Cung ư? Nghe danh đã lâu, Lý Cung Chủ và Nhược Phi nhà tôi là bạn à? Ngô Bình, đúng thế. Anh nói với Kỷ Nhược Phi, Nhược Phi, cô hãy đến ân thị với tôi sẽ trút giận cho cô. Kỷ Nhược Phi thoáng do dự rồi cắn răng nói, được. Người phụ nữ ngẩn ra rồi nói, cái gì? Hai người định đi đâu? Lý Cung Chủ, hoàng tộc đại thương vẫn còn bát vệ của lúc trước, hai người không thể làm thế được. Ngô Bình mặc kệ bà ta rồi cùng Kỷ Nhược Phi hóa thành một độn quang biến mất. Thành Thương Đế. Ngô Bình và Kỷ Nhược Phi đến trước cổng thành thì thấy quy mô ở đây rất lớn, trong thành có khoảng trên 100 triệu dân, tuy không bằng Long Kinh nhưng lịch sử cũng khá lâu đời. Vào thành rồi, Ngô Bình quan sát xung quanh rồi nói, Nhược Phi, nước Long không muốn chiếm lĩnh nơi này à? Kỷ Nhược Phi, nếu nước Long muốn thì chắc chắn đây sẽ là nơi cuối cùng. Ngô Bình, tại sao? Kỷ Nhược Phi, vì ở đây có bát vệ của Thương Hoàng. Ngô Bình, bát vệ là gì? Thực lực có mạnh không? Hai người vừa hay đi qua một quán rượu, Ngô Bình ngửi thấy mùi thơm nên cười nói, không vội, chúng ta nếm thử đồ ăn ở đây xem sao đi. Hai người thuê một phòng riêng, Ngô Bình gọi những món ngon nhất rồi hỏi tiếp về chuyện bát vệ. Kỷ Nhược Phi nói bát vệ còn có tên là bát vệ Thiên Ất, do Thương Hoàng Thiên Ất thành lập. Sau khi đại hạ diệt vong, Thiên Ất đã chiêu mộ các tinh anh có thực lực mạnh trong thiên hạ về cùng mình xây dựng đất nước. Bát vệ được chia thành hai thân vệ, hai nội vệ và bốn ngoại vệ. Trong đó, bốn ngoại vệ chính là Thanh Long vệ, Bạch Hổ vệ, Chu Tước vệ và Huyền Vũ vệ. Hai nội vệ là Võ Tiên vệ và Thần Ma vệ. Hai thân vệ là Ẩn vệ và Thiên vệ. Trong số này thì bốn thân vệ đã mất trong chiến loạn thời xưa, nhưng hai nội vệ cơ bản giữ nguyên lực chiến đấu. Bốn ngoại vệ thì vẫn giữ được thực lực nguyên vẹn. Hiện giờ, bát vệ không chịu khống chế từ ai cả, họ dốc toàn lực duy trì trật tự quyền lực cho đại thương. Nếu có ai làm trái luật thì họ sẽ ra mặt xử lý. Từng có vài hoàng lão nổi dã tâm muốn tấn công các hoàng lão khác, kết quả ngay ngày hành động đã bị bát vệ chém chết. Hiện tại bát vệ có chung một thủ lĩnh là Ân Thiên Giáp, một người có thực lực rất mạnh. Ngô Bình, Ân Thiên Giáp mạnh thế thì tại sao không làm hoàng đế luôn? Kỷ Nhược Phi, nghe nói khi là thống lĩnh của thiên vệ, anh ta đã rất trung thành với Thương Hoàng. Đồ ăn được mang lên, Ngô Bình chưa kịp ăn thì đã có một nhóm người xông vào, họ mặc đồ của thị vệ, mặt thì lạnh như băng, sau đó xếp thành hai hàng như đang chờ ai đó. Một lát sau, có một cô gái bước lên lầu, cô ta mặc váy đỏ, dung nhan bình thường, nhưng giờ đang đằng đằng sát khí. Cô ta nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhược Phi rồi lạnh giọng nói, Kỷ Nhược Phi, to gan quá nhỉ, dám làm trái lệnh tôi. Người đâu, lột ra mặt cô ta xuống, lần này đổi thành mặt con lợn rừng cho tôi. Cô gái này chính là Ân Đan, thấy Kỷ Nhược Phi dám làm trái lời mình, cô ta lập tức nổi đóa rồi đòi đổi cho Kỷ Nhược Phi gương mặt của lợn rừng. Thị vệ của cô ta nghe lệnh rồi tiến về phía Kỷ Nhược Phi với vẻ tàn độc,
song họ còn chưa chạm tay vào người Kỷ Nhược Phi thì đã bị một luồng sức mạnh đánh bật trở lại cạnh cô ta. Ân Đan kinh ngạc, cô ta định né đi nhưng đã muộn nên đã bị hai thị vệ va ngã xuống đất, cô ta gãy mấy cái xương, đau đến mức kêu trời kêu đất. Các thị vệ thấy thế thì người chạy đến đỡ Ân Đan dậy, người tấn công Ngô Bình. Ngô Bình bước lên rồi bùng nổ khí tức, mọi người ở đó đều quỳ dưới đất run lẩy bẩy, không còn ai dám ra tay với anh nữa. Anh đi đến gần Ân Đan rồi nói, chính cô đã đổi mặt của Kỷ Nhược Phi thành mặt hồ ly hả? Cô ta lừ mắt với anh rồi mắng, tiện dân kia, có biết tôi là ai không hả? Chát! Ngô Bình tát thẳng vào mặt cô ta, tiện nữ, có biết ông đây là ai không hả? Gương mặt nóng rát, Ân Đan gào lên, anh dám đánh tôi hả? Chát! Ngô Bình lại cho cô ta thêm một cái bạt tai nữa, sau đó lấy một cái mặt lợn đen xì trong động thiên ra, anh thường xuyên đi săn ở bên ngoài nên không thiếu lợn rừng. Ngô Bình rạch phần da mặt của nó xuống, sau đó vung tay lên, da mặt của Ân Đan đã biến mất, Ngô Bình nhanh chóng dán cái mặt lợn lên. Ân Đan đau đến mức hét to, song cũng vô dụng, cô ta không thể nhúc nhích, cứ thế mở trừng trừng mắt để mặc Ngô Bình muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, Ngô Bình niệm một chú thuật, khiến gương mặt lớn dính hẳn với mặt của Ân Đan, dù sau này có người tháo nó xuống thì mặt cô ta lại mọc ra cái mặt lợn khác. Gương mặt lợn này sẽ đi theo cô ta mãi mãi, trừ khi cô ta không dùng đến gương mặt nữa. Xong xuôi, Ngô Bình nhìn trái ngó phải rồi nói, được, trông hợp với cô lắm. Anh đá cô ta sang một bên, Ân Đan vội lấy gương ra soi. Khi nhìn thấy gương mặt của mình, cô ta hét lên thảm thiết rồi ngất xỉu. Ngô Bình hỏi Kỷ Nhược Phi, Nhược Phi, hả dạ chưa? Kỷ Nhược Phi cười trừ nói, Huyền Bình. Làm thế này là anh sẽ đắc tội với hoàng tộc đấy. Ngô Bình, sợ gì, nhưng ai dám bắt nạt mình thì mình phải cho biết tay. Anh nói với đám thị vệ, mang cô ta biến khỏi đây ngay. Nhóm thị vệ cội vàng khiêng Ân Đan rời đi, Ngô Bình và Kỷ Nhược Phi tiếp tục dùng bữa. Anh nói, Nhược Phi, Ân Đan này có thể huy động bát vệ ra mặt cho mình à? Kỷ Nhược Phi, đương nhiên là không, đến hoàng lão cũng không thể điều khiển bát vệ. Chỉ khi có giặc xâm lăng thì bát vệ mới ra tay. Ngô Bình, thế thì tốt, cả hoàng tộc đại thương chắc chắn không có ai đánh bại được tôi. Trước khi trở thành hoàng tử, tôi sẽ cho họ thấy sức mạnh của mình. Anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, thành hoàng tử rồi, tôi có phải dùng tên hiệu không? Kỷ Nhược Phi, cái này không cần thiết, thật ra hoàng tộc truyền thừa rất lâu rồi, họ nào cũng từng có cả. Ngô Bình, thế thì tôi sẽ dùng tên thật. Ăn uống xong, Kỷ Nhược Phi nói, Huyền Bình, chúng ta đi kiểm tra huyết mạch trước để lấy thân phận hậu duệ hoàng tộc đã. Ngô Bình uống viên đan dược kia vào rồi cười nói, đi thôi. Tại một quảng trường của thành hoàng đế, đang có cả nhóm người xếp hàng ở đây chờ kiểm tra. Vừa nhìn thì Ngô Bình đã thấy họ đều là người dân bình thường. Kỷ Nhược Phi giải thích là hậu duệ của hoàng tộc sẽ được miễn thuế. Ngoài ra hàng tháng còn nhận được một khoản tiền nên ai cũng muốn trở thành người của hoàng tộc. Ngô Bình, xếp hàng lâu lắm, mình mua vị trí nào đó luôn đi. Anh đi thẳng tới vị trí của mấy người đứng đầu rồi cười hỏi, ai bán lại vị trí cho tôi được không? Thật ra những người này biết khả năng mình có huyết mạch của hoàng tộc là rất thấp, họ tới chỉ để góp vui thôi, vì thế vừa nghe thấy có người muốn mua vị trí của mình thì đều nhao lên đòi bán ngay. Cuối cùng, Ngô Bình đã mua lại vị trí của người đứng thứ ba, người đó cầm tiền xong là chạy biến luôn ngay. Hai người đứng trên anh được kiểm tra rất nhanh, đương nhiên bọn họ đều thất bại. Đến lượt Ngô Bình, anh được gọi đến trước một đài ngọc, sau đó giơ một ngón tay ra để trích lấy máu nhỏ xuống ngọc bàn. Khi máu của anh nhỏ xuống, ngọc bàn lập tức phát sáng, người phụ trách cười nói, các hạ có dòng màu hoàng tộc cấp cao nhất, xin ra phía sau nhận huy hiệu. Ngô Bình đi ra một căn phòng ở phía sau thì có người lịch sự đưa một huy hiệu cho anh, bên trên có viết tên và thân phận của anh. Nhờ tác dụng của đan dược mà anh đã trở thành người mang huyết mạch hoàng tộc cấp 1, ngoài người mang dòng máu tinh thuần gia cấp của anh hiện tại là cấp cao nhất. Ngô Bình lấy huy hiệu xong, Kỷ Nhược Phi dẫn anh tới đại điện kiểm tra hoàng tử. Chỉ cần hoàn thành 5 vòng thi ở đây là sẽ trở thành hoàng tử. Từ xưa tới nay, rất ít người có thể trở thành hoàng tử nhờ thông qua 5 vòng thi này, vì thế chẳng mấy ai biết nội dung cụ thể của 5 vòng thi là gì.
Đại điện kiểm tra có hai cửa, cửa bên trái là kiểm tra theo lối đơn gia nơ, còn cửa chính giữa là kiểm tra chính thức. Khi Ngô Bình và Kỷ Nhược Phi đến đây thì thấy có hai người đàn ông trung niên bước ra từ cửa bên trái, họ hỏi hai người được hoàng lão nào tiến cử. Ngô Bình, không có hoàng lão nào cả, tôi tự đến kiểm tra thôi. Hai người đó ngẩn ra rồi đưa mắt nhìn nhau, một người hỏi, cậu tự kiểm tra ư? Ngô Bình gật đầu, tôi muốn tham gia 5 vòng thi hoàn chỉnh. Hai người kia cười phá lên, một người đàn ông mập hỏi, cậu có biết 5 vòng thi này khó thế nào không? Khó thế nào? Ngô Bình hỏi, anh không biết thật. Người kia đáp, từ ngày 5 vòng thi này xuất hiện, chỉ có 156 người qua được vòng đầu, 65 người qua được vòng 2, 31 qua được vòng 3, 9 người qua được vòng 4 và 3 người qua được vòng 5. Ba người này về sau đã trở thành nhân vật tuyệt thế, giờ cậu còn muốn thử nữa không? Ngô Bình, có chứ. Người đàn ông còn lại nói, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, đầu tiên là sự nguy hiểm trong mỗi vòng thi, vớ vẩn là tàn phế như chơi đấy. Tiếp đến là chi phí tham gia là 100 triệu thần long. Ngô Bình lập tức lấy tiền ra rồi hỏi, bắt đầu được chưa? Tu sĩ to béo ngẩn ra rồi nhận tiền. Sau đó đi tới trước cái chiêng bằng đồng rồi gõ mạnh. Keng! Âm thanh ấy vang lên làm chấn động cả tòa thành, mọi người trong hoàng tộc nhanh chóng xuất hiện, vì họ sẽ phải quan sát người vào thi. Sau đó, có một người đàn ông trung niên để dâu hỏi, có chuyện gì thế? Đã lâu không nghe thấy tiếng chiêng rồi, sao nay lại gõ thế? Tu sĩ gõ chiêng nói, hoàng lão, có người muốn tham gia 5 vòng kiểm tra. Mọi người đều nhìn Ngô Bình, một người tóc tím hỏi, cậu muốn kiểm tra à? Ngô Bình, đúng. Người tóc tím nói với những người khác, lâu lắm rồi mới có người đến kiểm tra, chúng ta mau xem thôi. Một người khác nói, bắt đầu đi. Cánh cửa lớn của đại điện mở ra, một người dẫn Ngô Bình vào trong. Anh vào trong rồi thì thấy có một cánh cửa, người phụ trách nói, đi qua đây là vòng 1. Ngô Bình không chút do dự đi vào ngay rồi biến mất. Có người nói bên ngoài đại điện, không biết cậu ta có qua được vòng 1 hay không đây. Người khác đáp, tỷ lệ qua vòng 1 là gần 1/10.000, tỷ lệ tử vong thì rất cao. Cũng có người khá trẻ tuổi không biết nội dung của vòng 1 là gì nên đã hỏi mọi người xung quanh. Có người đáp, vòng 1 là kiểm tra thực lực, đằng sau cánh cửa có một vị thần tộc, chỉ cần đỡ được 3 chiêu của người này là qua vòng. Đánh với thần tộc ư, có khó quá không? Nếu đến thần tộc mà cũng không đánh được thì sao đủ tư cách làm hoàng tử? Về phần Ngô Bình, sau khi đi qua cánh cửa, anh đã đi tới một không gian sạch sẽ, mặt đất lát kim loại và khắc phù văn. Cách đó không xa có một tia sáng, sau đó có một con quái vật hình người cao 2 mét xuất hiện. Con quái vật này có 4 cánh tay, 2 cái đầu, một trước một sau, chân nó như có nam châm hút chặt xuống đất. Một giọng nói bỗng vang lên, đây là chiến sĩ chiến thần, tiếp được 3 chiêu thì qua vòng. Ngô Bình tò mò hỏi, nếu đỡ được trên 3 chiêu thì sao? Giọng nói kia trả lời, đấu được trên 100 chiêu thì sẽ có thưởng, nếu đánh ngang cơ thì sẽ được trọng thưởng, còn đánh bại được nó thì sẽ nhận được phần thưởng siêu cấp. Ngô Bình, tôi biết trước về phần thưởng được không? Giọng nói kia, bây giờ, cậu chưa đủ tư cách biết. Ngô Bình rất mong chờ nên nói, bắt đầu thôi. Chiến thần kia cất bước, 4 cánh tay dài ngoằng của nó đều cầm vũ khí. Đầu tiên là một thanh đao chém tới với tốc độ cực nhanh, hơn nữa hình như còn có khả năng thay đổi không gian. Ngô Bình lấy cổ kiếm đoạn không ra nghênh chiến, thanh đao của con quái vật bị hất đi, một đường kiếm chém tới, nó lập tức mất một cánh tay. Sau đó, Ngô Bình lùi thật nhanh lại rồi nói, thực lực khá đấy. Nhờ một cánh tay mà thoát chết. Anh bất chợt biến mất, chỉ có một đường kiếm lập lòe trong không gian, chiến thần kia ngầm lên, nhanh chóng khua múa 3 vũ khí còn lại. Cheng! Một tiếng động vang lên, thanh loan đao của nó đã bị chém gãy, cùng với đó là một cái đầu của con quái vật cũng bị Ngô Bình chém đứt lìa khỏi cổ. Chiến thần ngẩn ra, sau đó bùng nổ khí tức, chỗ cái đầu bị đứt lại mọc ra cái khác, cánh tay bị đứt cũng đã mọc lại. Ngô Bình sáng mắt lên, hay đấy, thế mới đáng mặt chiến thần chứ. Cheng cheng. Sau đó, hai bên đã giao thủ cả nghìn chiêu, Ngô Bình cũng đã chiến đấu nghiêm túc hơn. Đỡ được 3 chiêu là qua vòng, giọng nói kia vang lên.
Ngô Bình mặc kệ rồi tập hợp các đường kiếm thành một, còn hai cái đầu cùng bốn cái tay của chiến thần đều lìa khỏi cơ thể, đến thân thể của nó cũng ngã quỵ xuống đất. Ngô Bình cất cổ kiếm đi rồi nói, tôi mới dùng 50% thực lực thôi đấy. Đánh bại chiến thần, nhận phần thương siêu cấp. Một chiếc chìa kháo lơ lửng trên không, giọng nói kia vang lên, đây là chìa khóa mở cánh cửa thứ 5 của quốc khố đại thương. Ngô Bình, quốc khố có mấy cánh cửa? Giọng nói kia, có rất nhiều, nhưng chỉ có 5 cửa liên quan đến số mệnh của đại thương. Giờ cậu đã lấy được chìa khóa của cánh cửa thứ 5 rồi. Ngô Bình cất chìa khóa đi rồi cười nói, cảm ơn nhé. Sau đó, lại có một cánh cửa xuất hiện trước mặt anh. Giọng nói kia, mời tham gia vòng 2. Ngô Bình mỉm cười rồi bước qua cánh cửa. Đúng lúc này, người phụ trách đã nhận được tin, toàn thân ông ta run rẩy rồi lao ra ngoài hô lớn, đánh bại rồi. Có người không hiểu hỏi, đánh bại cái gì? Cậu ta có qua vòng không? Người kia luống cuống nói, Lý Huyền Bình đã đánh bại chiến thần ở vòng 1. Mọi người ngẩn ra, đánh bại chiến thần ư? Không thể nào. Mãi sau, người tóc tím mới thở dài nói, cuối cùng thì cũng có thiên kiêu xuất hiện rồi, bảo sao cậu ấy không cần hoàng lão nào tiến cử mà trực tiếp tham gia khảo hạch luôn. Từ xưa đến nay, hình như chưa ai đánh bại được chiến thần thì phải. Chưa, người khác nói, chứng tỏ cậu ấy đã là chân nhân thái cổ rồi. Nghe thấy thế, mọi người đều chấn động. Cậu ấy sang vòng 2 rồi, xem ra chúng ta chuẩn bị đón chào hoàng tử cường thế, có người nói. Phía sau cánh cửa thứ 2, Ngô Bình nhìn thấy một cái cân khổng lồ, giọng nói kia cái cân này sẽ đo trọng lượng của cậu. 1 lạng thì là người bình thường, 5 lạng là quý nhân, 9 lạng là đại nhân, 1 cân 9 lạng là hiền nhân, 3 cân 6 là nhân vương, trên 10 cân là nhân hoàng, trên 24 cân là thánh nhân. Chỉ cần trở thành hiền nhân là qua vòng này. Ngô Bình, phần thưởng của vòng này là gì? Nếu thành nhân vương thì sẽ có thưởng, ngoài ra nếu trọng lượng của cậu trên 100 cân thì sẽ mở phần thưởng siêu cấp thứ 2. Ngô Bình hào hứng nói, 24 cân là thánh nhân thì 100 cân là gì? Nhân hoàng chí tôn. Ngô Bình gật đầu rồi bước lên bàn cân, ngay sau đó cái cất đã nâng lên cao, quả cân liên tục di chuyển. Còn trọng lượng của anh thì vẫn liên tục tăng lên. 10 cân, 30 cân, 100 cân, 300 cân, cuối cùng là 999 cân. Chúc mừng các hạ đã đạt con số trên 100 và nhận được phần thưởng siêu cấp. Chiếc chìa khóa thứ 2 xuất hiện, Ngô Bình cầm lấy rồi hỏi, nó có thể mở được cánh cửa thứ mấy? Thứ 4. Ngô Bình tranh thủ hỏi thêm, phía sau có gì? Bảo bối chân quốc. Ngô Bình cười nói, tiếp tục thôi. Mọi người bên ngoài đại điện cũng đã nhận được tin, nhưng họ chỉ biết Ngô Bình đạt trên 100 cân thôi, còn cụ thể là bao nhiêu thì không rõ. Quá đỉnh, một hoàng lão cảm thán, tôi nhớ đế tân ngày xưa cũng chỉ được hơn 7 cân thôi. Thế thì cậu này còn siêu hơn tổ tông đế tân cơ à, có người hỏi. Người khác nói, xem tiếp vòng 3 đi, vòng này kiểm tra vận mệnh, vận ỉu thì có mạnh đến mấy cũng vô dụng. Trên đời còn ai có vận mệnh tốt hơn đế tân chứ? Lúc này, Ngô Bình đã bước vào cánh cửa thứ 3. Anh nhìn thấy một nhãn cầu khổng lồ ở đây, nó đang lơ lửng giữa các vì sao rồi nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình thấy không thoải mái nên đã tỏa kiếm giới ra đối đầu với nó, song con mắt như nhìn xuyên được vạn vật nên kiếm giới cũng không thể ngăn cản được nó. Ngô Bình đành chịu rồi để mặc cho nó nhìn mình. 10 phút sau, con mắt chợt chuyển động rồi phát ra tia sáng màu vàng. Giọng nói kia vang lên, vận mệnh chí tôn, tiền đồ tươi sáng, nhận được phần thưởng siêu cấp thứ 3. Ngô Bình, lại là chìa khóa tiếp à? Giọng nói kia không vang lên, thay vào đó có một đại ấn xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Trên đại ấn này như ẩn chứa vận mệnh của thiên địa, ý nghĩa của vũ trụ, Ngô Bình chấn động hỏi, đây là thứ gì vậy? Thiên đạo ấn. Ấn này được làm từ các mảnh vỡ từ trật tự của trời đất buổi sơ khai, nó chứa thiên uy, từng là tỷ ấn của thiên đế. Ngô Bình cất thiên đạo ấn đi rồi cười nói, đúng là bảo bồi. Sau đó, anh đi qua cánh cửa thứ 4 thì thấy khắp nơi đều có ánh sáng vàng, anh được tắm trong ánh sáng ấy nên thấy vô cùng dễ chịu. Các tia sáng này được làm từ sức mạnh của chân nhân thái cổ, chân nhân đã dùng mất 70% sức mạnh của nó rồi.
30% sức mạnh còn lại thì được chia thành 5 phần, một phần trong số đó nằm ở đây. Chỉ cần cậu có thể hấp thu được 1/1000 thì sẽ qua vòng, nếu hấp thụ được 1/10 thì sẽ nhận được phần thưởng siêu cấp. Giọng nói ấy vừa dứt câu thì các tia sáng đã điên cuồng chui vào người Ngô Bình, các sức mạnh này có tác dụng như thuốc đại bổ với anh. Hơn chục phút sau, tất cả ánh sáng đã biến mất vì Ngô Bình đã hấp thu hết. Khi tia sáng cuối cùng được hấp thu, anh cảm thấy điểm thiên tàng thứ 5 rộng ra, thiên tàng này có tên là Phục Thiên Tàng. Khi Ngô Bình hấp thu hết sức mạnh của ánh sáng, Phục Thiên Tàng đã hoàn toàn được mở, một luồng sức mạnh chư thiên xuất hiện khiến khí chất của Ngô Bình thay đổi hẳn. Sau đó, anh đã thuận lợi lĩnh ngộ được tầng cuối cùng của Bất Tử Kinh và đột phá cảnh giới. Ngay sau đó đã có một quyển sách cổ xuất hiện, đây là phần thưởng siêu cấp của Ngô Bình ở vòng này. Đây là sách Thánh Hoàng do Thánh Hoàng của các triều đại cùng viết, là một món bảo vật vô giá. Ngô Bình, mình đang cần sách này. Tu Vi đã đột phá, Ngô Bình nhanh chóng đi vào cánh cửa thứ 5. Ở đây có 99 phù văn lơ lửng trên không, mỗi phù văn đều vô cùng ảo diệu và ẩn chứa hai luồng khí tức. Mỗi phù văn đại diện cho một đại đạo. Các phù văn này là đại đạo mà cường giả mạnh nhất các kỷ nguyên cảm ngộ. Trong số đó, có cường giả đã mất, nhưng đạo của họ vẫn vận chuyển và bất diệt. Các đạo này đã được các đại năng thu thập từ khi thành lập tiên quốc, có cảm ngộ được chúng hay không thì phụ thuộc cả vào tài năng của cậu. Ngô Bình biết chỉ cần mình cảm ngộ được một phù văn trong số này thôi cũng có thể nhận được sức mạnh của cường giả mạnh nhất kỷ nguyên ấy để lại trong vũ trụ. Chỉ cần lĩnh ngộ được một phù văn là qua vòng, giọng nói kia vang lên. Ngô Bình, vòng này có phần thưởng gì không? Đạo phù chính là phần thưởng, lĩnh ngộ càng nhiều thì càng nhận được nhiều lợi ích. 99 đạo phù đại diện cho sức mạnh của 99 cường giả chí tôn, còn gì quý hơn nữa chứ? Ngô Bình hít sâu một hơi, anh mở sức mạnh phục thiên rồi bắt đầu lĩnh ngộ các đạo phù. Quá trình lĩnh ngộ rất mất thời gian, mọi người ở bên ngoài chờ mãi mà vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, ai nấy đều tỏ vẻ sốt ruột. Cậu ấy đã đến vòng cuối rồi, một hoàng tử vượt qua 5 vòng thi sắp xuất hiện. Mọi người đã chuẩn bị gì chưa? Người lên tiếng là một hoàng lão. Các hoàng tử trước đó đều do các hoàng lão tiến cử, nói thẳng ra là các hoàng tử đó đều là người đại diện lợi ích cho các hoàng lão. Còn người bây giờ thì khác, anh tự dựa vào thực lực C của mình để đột phá 5 vòng thi, một người như vậy đương nhiên mạnh hơn hẳn các hoàng tử ngày trước. Với một người như vậy, các hoàng lão thấy rất khó xử, không biết nên có thái độ ra sao với anh, họ không biết nên đứng về phe anh hay tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình. Hơn nữa, họ cũng không biết người này có tính cách thế nào, nếu họ giúp anh thì có nhận được lợi ích tương xứng hay không. Tất cả đều là ẩn số, đó mới là điều mà họ lo lắng nhất lúc này. Tôi khuyên mọi người tốt nhất đừng có ý đồ gì xấu, một hoàng lão râu tóc bạc phơ lên tiếng, một thiên kiêu thế này chắc chắn sẽ có thể dẫn dắt cả hoàng triều đại thương. Ai dám phủ nhận điều này không? 5 vòng thi này không thể gian lận, nó chỉ công nhận những người mạnh nhất thôi. Không được có quá 10 hoàng tử, mà hiện giờ chúng ta đã có hơn 10 hoàng tử rồi, lát cậu ấy đi ra thì sẽ phải loại một hoàng tử đi. Mọi người đều trầm mặc, không ai muốn hoàng tử của mình bị tước thân phận. Giờ lo chuyện này vẫn còn sớm quá, dù cậu ấy thành công đi ra thì cũng chỉ là một hoàng tử thôi, việc chúng ta cần nghĩ đó là cậu ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ của hoàng tử hay không. Người đó nói tiếp, theo luật thì nếu cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thành tân đế. Cậu ấy mà có thể qua được 5 vòng thi thì tôi nghĩ chắc cũng có cơ hội thành công đấy. Vì thế, mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ xem mình đã chuẩn bị kỹ để đón tân đế chưa. Chắc chắn nếu có tân đế xuất hiện thì chúng ta sẽ tốt lên. Tân đế có thể tập trung sức mạnh, điều động sức mạnh của bát vệ. Đến lúc đó, tất cả sức mạnh hợp nhất, khéo thời kỳ huy hoàng của đại thương sẽ được khôi phục. Cũng có người thờ ơ nói, sự xuất hiện của Tân Hoàng cũng có thể là dự báo chúng ta bị nước Long tiêu diệt. Bây giờ, chúng ta đã có thực lực nhất định, nhưng không thể trở thành tâm phúc của nước Long được. Tân Hoàng mà xuất hiện thì chưa biết thế nào đâu. Nếu mọi người là hoàng đế của nước Long thì sẽ có thái độ ra sao với Hoàng Triệu Đại Thương sắp phục quốc? Mọi người bàn tán sôi nổi, còn Ngô Bình đang tham gia vòng thi thì đã luyện hóa được 5 đạo phù. Mỗi khi luyện hóa được một đạo phù, lại có một luồng sức mạnh xuất hiện trong cơ thể anh. Đạo trong thiên hạ khác đường nhưng cùng đích,
sau khi lĩnh ngộ đạo phù thứ nhất xong thì các đạo phù tiếp theo cứ dễ dần. Vì thế, Ngô Bình phát hiện mình lĩnh ngộ ngày càng nhanh hơn. Đương nhiên điều này cũng nhờ anh đã mở năm thiên tàng cùng tư chất phi phàm của chân nhân Thái Cổ. Cuối cùng anh đã luyện hóa hết 99 đạo phù, trong khi anh mới vào đây hơn một ngày. Kiểm tra kết thúc, qua vòng. Giọng nói kia vang lên, Ngô Bình đã xuất hiện trong đại điện, người phụ trách ngạc nhiên nhìn anh mà không biết nói gì. Ngô Bình đi ra ngoài thì thấy có rất nhiều người đang chờ mình. Cậu ấy thành công rồi, có người hô lên. Kỷ Nhược Phi cười gọi, Huyền Bình. Ngô Bình gật đầu, Nhược Phi, tôi cần một nơi yên tĩnh để bế quan mấy ngày. Một hoàng lão râu tóc bạc phơ đi ra rồi nói, Hoàng tử Điện Hạ, mời người đến nhà của lão phu bế quan, lão phu sẽ tìm cho người một nơi tu luyện lý tưởng nhất. Ngô Bình nhìn ông ấy rồi nói, cảm ơn. Những người khác, người thì do dự, người thì hối hận. Người do dự không biết có nên bày tỏ thành ý với Ngô Bình hay không, người hối hận tại sao không mời Ngô Bình về nhà mình tu luyện như hoàng lão trên. Cứ thế, Ngô Bình đã đi về nhà của hoàng lão tóc bạc, ông ấy tên là Ân Chính Minh. Đúng là điều kiện sống ở nhà Ân Chính Minh rất tốt, Ngô Bình được xếp vào một ngôi nhà trúc, ở đây có một căn phòng nhỏ, anh sẽ tu luyện ở đó, còn Kỷ Nhược Phi thì ở bên cạnh. Mình đã luyện bất tử kinh đến tầng thứ 9 rồi. Chuẩn bị đột phá cảnh giới bất tử thôi, Ngô Bình lẩm bẩm. Cuối cùng thì Ngô Bình cũng đột phá cảnh giới cuối cùng của địa tiên thuộc giai đoạn thần tàng cảnh giới bất tử. Ngô Bình đã tu luyện xong bất tử kinh, vì thế tầng thứ 9 của bất tử với anh mà nói là quá đơn giản. Anh vừa ngồi xuống không lâu thì cơ thể đã tự động tiến vào cảnh giới đó, cảnh giới bất tử. Đến cảnh giới này thì sẽ phải vượt qua thiên kiếp, mỗi tầng cảnh giới một thiên kiếp. Ngô Bình đã tu luyện đến tầng thứ 9 của bất tử kinh rồi nên thiên kiếp vẫn chưa thấy tới. Từng tầng cảnh giới anh đều vượt qua dễ dàng, đột phá một mạch lên tầng thứ 9. Vừa tiến vào tầng thứ 9 của cảnh giới xong, Ngô Bình cảm thấy một luồng kiếp lực bao phủ mình, anh hét lớn rồi lao ra khỏi vườn trúc rồi bay lên trời. Ngay sau đó, Ngô Bình đã dùng bùa đại thiên độn để xuất hiện trên một ngôi sao. Khi ấy, tất cả các vì sao chấn động. Chúng gần như bị một sức mạnh nào đó hút lấy, sau đó tập trung hết về phía Ngô Bình. Loáng cái, tất cả các vì sao đã kết thành một đại trận thiên đạo ẩn chứa sát khí rồi bao phủ Ngô Bình, luồng kiếp lực khủng khiếp đã khóa chặt anh lại. Đây chính là thiên kiếp siêu cấp được sinh ra từ tầng thứ 9 cảnh giới bất tử. Mỗi một vì sao đều ẩn chứa sức mạnh kinh người, thêm được thiên đạo củng cố nên tất cả các sức mạnh tiêu cực đều tập hợp đến để hỗ trợ cho uy lực mạnh thêm. Quỳnh. Trong hư không xuất hiện một ảo ảnh vĩ ngạn, nhìn hệt như một quan tòa đang xét xử Ngô Bình. Ảo ảnh ấy không phải người cũng không phải thần, không phải yêu cũng không phải ma, nhưng uy lực thì vô tận. Ảo ảnh vung tay phải lên, các vì sao chấn động, một luồng sát quang cửu sắc ngưng tụ thành một cái rìu khổng lồ rồi đập mạnh lên đỉnh đầu Ngô Bình. Ngô Bình vẫn bình thản như không, tay phải nắm chặt thành quyền rồi tấn công lên trời. Bụp. Quyền ấn và rìu va chạm, cái rìu đã vỡ tan, còn Ngô Bình vẫn bất động. Ảo ảnh quá mạnh, đạo phù và sức mạnh anh hấp thu được trong điện kiểm tra khiến thực lực của anh tăng lên nhiều lần. Sau đó, ảo ảnh kia đã thi triển thêm rất nhiều tài năng, từ sấm sét, đao, kiếm, lửa, chú, hạ độc. Sát kiếp này đúng là đáng sợ, đến Ngô Bình cũng phải chịu thiệt, tóc cháy xém, lông mày cháy rụi, da rẻ đầy sẹo, xương có vết rạn. Nhưng anh vẫn ngạo nghễ đứng đó, bất động như núi, để mặc cho các sức mạnh ấy tấn công mình, còn anh thậm chí còn chẳng nhíu mày. Cuối cùng thì ảo ảnh cũng đã tiêu hao hết sức mạnh, đại kiếp kết thúc. Vết thương của Ngô Bình nhanh chóng hồi phục, lông y, lông mày của anh mọc lại, cơ thể cũng trở nên to lớn hơn. Vĩnh sinh bất tử mạnh thật đấy, anh mỉm cười rồi vung tay lên, bàn cờ xuất hiện, các ngôi sao bị hút vào trong. Bây giờ anh sẽ luyện hóa 10.000 vì sao trong bàn cờ. Lần này anh sẽ luyện hóa thực thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.